chủ yếu là em sẽ like đồ bộ xuất hàng, đồ bộ mối cho baby Hân đi học nha mọi người. Lâu lắm rồi baby mới like ban đêm lại này mọi người. Chị lấy size to hơn ký rồi chị ơi, hỏi là sao ta? Là em không hiểu lắm chị Hương Giang ơi, là sao em không hiểu chị? Rồi nếu mà tình chị nào mà biết cái size bí như mình mặc rồi á thì mấy chị có thể comment cái size lên luôn giùm em để nhân viên gì em lấy luôn cho nó chính xác cho mọi người nha. Thì nói chung là đồ may sẵn thì mọi người cũng thông cảm, nó tùy mẫu á mọi người. Đó có mẫu thì form nó to hơn xíu, mẫu nó nhỏ hơn xíu chứ không có cái nào nó giống cái nào hết đó mọi người à. Hôm nay live tối, dạ vâng, hôm nay em live thêm buổi tối cho mấy chị nào mà ban ngày mấy chị đi làm mà không có thời gian xem live thì mình có thể là sắp tới em sẽ live nhiều buổi tối hơn cho những chị nào mà không có thời gian xem live ban ngày á thì mình có thể sắp xếp thời gian buổi tối mình vô mình coi live ủng hộ em nha. Và buổi tối thì chắc là lâu lâu em mới live một lần mấy chị, tầm một tháng chắc chừng vài ba ngày thôi chứ em không có like nhiều nha mọi người. Nên là chị nào mà có thời gian hoặc là có nhu cầu mua đồ em bé ở shop Biết Ngôi nhà em á thì mọi người nhanh tay vào ngay cái livestream giúp em nha mọi người nha. Chấm chấm bài, chia sẻ bài viết giùm em một hai lần. Có mũ chị ơi, rồi tí nữa em sẽ lên mũ luôn nha. Nếu mà chị nào có nhu cầu mua mũ thì tí nữa bí Diệm cũng lên luôn cho mọi người mua nha. Rồi đồ đôi thì hôm nay không có đâu tình yêu ơi, đồ đôi hôm nay không có nha. Khi nào có thì em sẽ đăng mấy chị. Khi nào có thì em sẽ like. Nói chung là đồ đôi thì em vẫn còn, nhưng mà chỉ còn size tầm 45-46 cái đổ lại thôi, chứ còn lớn hơn thì hiện tại bên em hết rồi mọi người, phải chờ lô mới. Đấy thì lô mới thì cũng gần về rồi, chắc tầm khoảng là tầm một tuần nữa thì em sẽ có lô mới mọi người. Nói chung hàng nhà em là mẹ bé thì em sẽ đặt may liên tục, nhưng mà mẫu thì em đa số là chuyên của bé, thành ra của mẹ em chỉ bán thêm thôi. Đấy rồi chấm chấm bài tương tác giùm em mọi người ơi, cho em xin một lần chia sẻ vào trang cá nhân, vài lần chia sẻ tăng tương tác giúp em nha mọi người nhá. Để em bắt đầu là tặng quà đầu la mọi người. Rồi như thường lệ tặng quà đầu la giùm em. Hôm nay chủ yếu là em sẽ like cho mấy chị đồ bộ cho bé mặc đi học, rồi mà ở nhà đồ này kia nha mọi người nha, đồ bộ ngố rồi đồ bộ kiểu nha, đồ thiết kế giùm em nha. Rồi đầu like tặng cho mấy chị cho vui tí nữa, lên cho em mã đó là 1k và kèm giúp em đó là ký của bé và kèm giúp em đó là số điện thoại giùm em để nhân viên nhà em chốt tặng quà đầu like cho mấy chị cái bộ đồ xuất hàng đầu like đi hả, tặng cho ba chị đi em. Rồi ra bill nhanh cho ba chị thôi nha, hôm nay em sẽ like rất là nhanh mọi người đó, vì em cũng tranh thủ like nhanh để cho nhân viên em còn đi về á, thành ra mọi người cố gắng là mình chấm chấm bài, chia sẻ bài viết giúp em nha. Rồi mọi người đợi em tí nha. Rồi chấm chấm bài, chia sẻ bài viết giùm em, lên cho em mã 1k giùm em mọi người ơi, tặng cho mấy chị bộ đồ xuất hàng với giá là 1.000 đồng đó. Mấy chị muốn lấy hình nào thì lấy, sau đó là ngày mai nhân viên sẽ tính cho mình bộ đồ xuất hàng với giá là 1.000 đồng nha. Rồi nhanh tay giùm em mọi người ơi, 1k và kèm con giúp em đó là cưới của bé và kèm giúp em đó là số điện thoại giùm em để nhân viên nhà em review cho mình cái bộ đồ này với giá là 1.000 đồng mấy chị. Rồi nhanh tay giùm em, mấy chị muốn lấy hình nào lấy, rất là nhiều hình luôn, mà tí nữa mấy Diễm sẽ like từng hình cho mình lựa nha mọi người nha. Rồi lên nhanh cho em mã đó là 1k và nhớ là cho em xin vài lần chia sẻ giùm em mấy chị, ít nhất là một lần vào trang cá nhân và 5 lần vào trang hỗ trợ nhóm lớn chế độ công khai giùm em, hiển thị lên danh hiệu là người có chia sẻ giùm em mấy chị, để mình được nhận quà đầu like bộ đồ này với giá là 1.000 đồng nha mọi người. Rồi nhanh tay giùm em nha, 1k giùm em, rất là nhiều hình và rất là nhiều mẫu luôn. Đây cực kỳ nhiều hình và cực kỳ nhiều mẫu luôn mấy chị. Lâu lắm rồi em mới like ban đêm nè, theo yêu cầu của mọi người nè, ban ngày mấy chị đi làm không xem like được. Đấy thì em sẽ sắp xếp like thêm ban đêm cho mấy chị mua nha. Đây hình con voi rất là đẹp luôn mọi người. Rồi lên nhanh cho em mã đó là 1k và kèm hộ em đó là ký của bé và kèm hộ em đó là số điện thoại giúp em. Đó mấy chị muốn lấy hình nào cũng được mấy chị, tí nữa em sẽ like từng hình cho mình lựa. Đó và sau đó là ngày mai nhân viên á sẽ tính cho mình, trong đó sẽ có một bộ đồ với giá là 1.000 đồng nha. Đấy muốn lấy hình nào lấy mấy chị. À, ok chưa mọi người ơi, rồi cứ lên cho em mã đó là 1k và kèm giúp em đó là ký của bé và kèm một em đó là số điện thoại giúp em nha. Rồi rất là nhiều hình em sẽ cho mọi người xem đổ vài hình, sau đó là thế nữa em sẽ like cụ thể từng hình luôn, cho mình thích cái nào thì mình lựa cái đó nha mọi người. Rồi nhanh tay giùm em mã 1k và kèm cho em đó là ký của bé và kèm một em đó là số điện thoại giúp em, để bắt đầu là em sẽ đọc tên chốt đơn à, chốt quà tặng nè. Rồi chia sẻ bài viết giùm em, kiểm tra chị bao nhiêu lượt chia sẻ rồi, lên 1.000 lượt chia sẻ giùm em đi mọi người, em bắt đầu đọc tên chốt đơn. Rồi mọi người lên nhanh cho em 1.000 lượt chia sẻ giùm em đi mọi người ơi, em sẽ bắt đầu đọc tên chốt đơn cho mình bộ đồ này với giá 1.000 đồng luôn nha. Rồi nhanh tay hộ em mọi người, 1k giùm em. Dạ có bé trai có bé gái, có đủ luôn mọi người ơi, có đủ nha. Tí nữa em sẽ like, nếu có thời gian sẽ like thêm mũ nữa mọi người cho mọi người mua nha. Rồi rất là đẹp luôn, 1k giùm em, 1k giùm em mọi người ơi. Rồi đây nha. 1k giùm em nha mọi người, lên cho em mã 1k và kèm giúp em đó là ký của bé và kèm một em đó là số điện thoại. Cho chị một cái điện thoại, chị chia sẻ về cái trang phí của chị.
À, cho cái giỏ cho đưa đưa em. Rồi chia sẻ nhanh tay giùm em kiểm tra bao bao nhiêu lượt chia sẻ rồi để em bắt đầu là em đọc tên tặng quà luôn nha mọi người. Nhanh tay giúp em nha. 1k và kèm hộ em đó là túi của bé và kèm hộ em đó là số điện thoại giùm em nha. Rồi rồi mọi người cứ comment liên tục giùm em để em kiểm tra bao nhiêu lượt chia sẻ rồi. Mấy chị đủ 1000 lượt chia sẻ rồi em bắt đầu đọc tên tặng quà luôn nha. Và nhớ là chị nào chưa theo dõi trang fanpage thì cho em ngay một lần theo dõi nha mọi người, một nút theo dõi nha để mình tăng tương tác nha. Rồi để em kiểm tra bao nhiêu lượt chia sẻ nè mọi người, cho em xin mã đó là 1k và kèm giúp em đó là ký của bé và kèm giúp em đó là số điện thoại giùm em, sau đó em sẽ like tình hình cho mọi người lượt nha. Mới có 300 mấy lượt chia sẻ mọi người. Thôi tạm đọc tên chút đơn một người trước đi, khi nào lên 700 đọc một người nữa, rồi khi nào lên 1000 đọc một người nữa nha. Chứ bây giờ mọi người chia sẻ cho em ít quá mọi người ơi. Ít quá mấy chị tiếc lượt chia sẻ với em quá rồi. Ok nè, thôi bây giờ tặng cho chị nào chia sẻ nhiều rồi nè. Rồi thôi em ngẫu nhiên nha, em coi chị nào chia sẻ nhiều rồi em tặng trước một người đi, khi nào lên 500 lần chia sẻ tặng thêm một người nữa, và lên 1000 lần chia sẻ tặng thêm một lần người nữa đi. Vậy cho nó nhanh em bắt đầu em bán hàng luôn nha, chờ mấy chị lâu quá. Chị ít chia sẻ cho em quá. Rồi nhanh tay giùm em nha, chia sẻ nhanh giùm em Giang, khi nào đủ 700 lượt chia sẻ thì chị tặng 2 người, mà khi nào mà đủ 1000 lượt chia sẻ chị tặng 3 người nha. Đó chứ mấy chị chia sẻ ít quá là em tặng không có được đó mấy chị. Rồi để chờ em 30 giây nè. Rồi để em coi chị nào nha. Rồi em sẽ tặng cho chị cái tên Facebook nào đây mấy chị, tặng cho một chị trước đi. Rồi sẽ tặng cho chị cái tên Facebook là Thanh Trúc Hana nè. Em tặng cho chị một bộ đồ trước với giá 1000 đồng, tí nữa em sẽ like tình hình cho chị lựa nha. Thích hình nào cứ lựa hình đó giúp em với chị Thanh Trúc Hana nha. Rồi tặng một người rồi em kiểm tra với chị cho chị bao nhiêu lần chia sẻ rồi, đủ 700 chưa nha. Em lót lại giùm chị coi đủ 700 hay chưa, bao nhiêu rồi. Rồi mới chưa đủ 700 là khi nào đủ 700 chị tặng thêm người nữa, và khi nào mà đủ 1000 chị tặng thêm cho người nữa. Đấy. Mới 400 lẻ mấy rồi, thôi bây giờ em bán hàng luôn nha. Rồi khi nào mấy chị chia sẻ lên 700 đi, em tặng thêm cho người nữa. Chứ mấy chị chia sẻ ít quá. Rồi ok, thôi em sẽ bắt đầu lên đồ luôn nha mọi người nha. Không làm mất thời gian rồi em like nhanh luôn, vì buổi tối em cũng tranh thủ mọi người nha, em cũng tranh thủ tí. Rồi em sẽ lên mẫu đầu tiên cho mấy chị luôn. Hình con voi mấy chị comment cho em mã voi kèm ký và kèm số điện thoại giùm em có ít nè. Rồi lên nhanh cho em mã con voi giùm em mọi người ơi. Rồi xuất hàng nha, em sẽ bán đồng giá cho mấy chị đó là không phân biệt hình nào. Cứ size từ 8 cho đến 15 kg thì là 59.000 đồng. 16 cho đến 20 kg thì giá sẽ là 69.000 đồng, và từ 21 cho đến 30 kg là giá sẽ là 79.000 đồng một bộ. Rồi mình lên cho em mã đó là voi và kèm ký và kèm giúp em đó là số điện thoại giùm em để em chốt đơn cho mình cái bộ đồ này. Đấy, ghim giùm em cái bình luận giá ha. Ghim giùm em cái bình luận giá. Rồi đợi em xíu ghim cái bình luận giá nha, bấm nhanh tay giùm em cái bình luận giá đi ha. Rồi lên đơn cho em mẫu này là comment mẫu đầu tiên cho em hình con voi mấy chị, rất là đẹp luôn giùm em. Từ 8 cho đến 15 kg là 59.000, 16 cho đến 20 kg là giá 69.000 đồng, và từ 21 cho đến 30 kg là giá 79.000 đồng một bộ mấy chị. Comment cho em mã là voi và kèm ký kèm số điện thoại giùm em chút đơn nha. Rồi comment nhờ giùm em là mã voi kèm ký, chị nào kiểm tra đơn hàng nhắn tin qua Zalo giải quyết đơn hàng giúp em mấy chị, Zalo có để trên ảnh bìa. Mọi người muốn kiểm tra đơn hàng nhắn tin qua Zalo giúp em nha. Rồi lên đơn cho em mã hình con voi đầu tiên nè. Rồi em qua mẫu nè. Rồi chị nào biết chơi lấy hình con voi nha. Rồi like song song cùng lúc hai hình đi. Rồi hình bé gái thì lên cho em hình được cái quả dâu. Rồi đây bé gái thì lên hình quả dâu luôn cho mấy chị mua cho nó dễ nè. Rồi quả dâu. Đây đây điện thoại. Quên kêu anh bấm cái bình ghế chứ. Rồi bé gái thì mình lên cho em mã hình quả dâu mấy chị. Rồi mẫu này em có size từ 8 cho đến 15 kg sẽ là 59.000 đồng, và từ 16 cho đến 20 kg. Sao cái điện thoại cái này nó cứ xoay lên một chút đi. Không xoay hẳn rồi đâu, cái này nó lắc. Con 23 kg chị Hương Trinh. Rồi ok vậy. Con 18 kg chị Ngọc Quý. Rồi ok vậy. Con 20 kg chị Anh Dê. Rồi ok nè. Rồi lên đơn nhanh tay cho em bé gái thì mình lên cho em mã dâu nha. Rồi từ 8 cho đến 15 kg là 59.000, 16 cho đến 20 kg là giá 69.000, và từ 21 cho đến 30 kg là giá 79.000 đồng bộ. Rồi bé gái thì là mình lên cho em mã hình quả dâu nha mọi người. Thầm em cho em mã dâu kèm ký và kèm số điện thoại em, anh em lên đơn nha. Và tí nữa sẽ lên cho mấy chị mấy bộ ngố, bộ đùi đồ này kia nè mọi người. Đấy, rất là đẹp luôn. Tí nữa bây giờ sẽ lên đợi em tí nha. Rồi comment cho em mã là dâu và kèm ký kèm số điện thoại giùm em chút đơn cho chị bộ hình quả dâu nè. Đấy. Dâu 19 ký chị Ngọc Nguyễn. Rồi ok chị Ngọc Nguyễn nè. Dâu 10 ký chị An Lê. Chị đang cầm size 65 nha nha. Chị cầm lộn. Từ 8 cho đến 15 kg là 59.000 đồng mấy chị, 16 cho đến 20 kg là giá 69.000, và từ 21 cho đến 30 kg là giá 79.000. Dâu này có size nhí và size chung. Comment nhanh tay cho em mã dâu kèm ký nha.
Dâu bên em có size nhí và size chung mọi người. Rồi chị lấy dâu lên mã dâu kèm ký kèm số điện thoại giúp em nha. Rồi cái chị nào lấy dâu nữa comment nhanh tay giúp em rồi em qua mẫu luôn nè. Rồi hình con voi em cũng còn vài bộ nè. Chị nào lấy voi thì lên cho em mã voi kèm cái bí giúp em nha. Đấy hình con voi mọi người ơi, con voi nè. Rồi chị nào lấy voi thì lên mã voi kèm ký giúp em. Rồi chị nào lấy hình con voi thì comment cho em mã voi kèm cái bí và số điện thoại giùm em lên đơn nha. Rồi voi dâu 17 ký chị Vương Thị Quỳnh. Rồi ok nè, em có ghi cái bình luận giá nha mọi người. Em có ghi cái bình luận giá mọi người cố gắng xem giùm em nha. Voi 9 ký chị Ngon Đào. Rồi ok, lâu lắm em mới lấy ban đêm chị Phượng ơi. Rồi cảm ơn ủng hộ em nha. Do là em lo ban ngày mà có nhiều chị đi ban đêm đi làm không có coi được á thì em sẽ sắp xếp lâu lâu em lo thêm ban đêm cho mấy chị. Rồi lên cho em mã đó là voi kèm ký và kèm số điện thoại giùm em nha. Rồi em qua mấy chị. Rồi lên thêm cho chị một hình này nữa sau đó cho chị. Voi 11 ký chị Vương Thị Quỳnh. Ok đi. Dâu 15 ký chị Đặng Mỹ. Rồi ok chị Đặng Mỹ nè. Rồi ok em lên cho mấy chị hình tiếp theo quá đẹp luôn mọi người ơi, siêu đẹp luôn. Màu lạ mấy chị. Màu quá đẹp mấy chị. Lên nhanh cho em mã lạ kèm ký kèm số điện thoại giùm em sau đó cho chị cái bộ con này đi em ơi. Rồi nhanh tay giùm chị luôn. Rồi lên cho em mẫu này comment cho em mã lạ giùm em mấy chị, màu rất là đẹp luôn giùm em nha. Thôi 10 ký chị Ngọc Huế. Rồi ok nè. Rồi ok hết size 65 rồi. 15. Rồi lên cho em mẫu này mã lạ giùm em mấy chị, từ 8 cho đến 14 ký chị Hương Trinh. Rồi mẫu này em chỉ còn size từ 8 cho đến 12 ký giùm em thì giá sẽ là 59.000 đồng. 16 cho đến 20 ký là giá 69.000 và mẫu này có tổ xe đạm còn một bộ là từ 21 đến 23 ký là giá 79.000. Mấy chị lên cho em mã lạ. Quả dâu 15 ký chị Đặng Mỹ có. Rồi lên cho em mã lạ giùm em nha. Comment cho em mã lạ kèm ký và kèm số điện thoại em được luôn. Rồi. Em có ghi cái bình luận giá nha mọi người nha, không có. Là 17 ký chị Angela Ngược. Rồi ok chị. Là 12 chị Huyền Vi Võ. Rồi ok chị nè, quá đẹp luôn mọi người ơi. Là 11 ký chị Ngọc Nhanh. Rồi ok chị Ngọc Nhanh nè. Là 11 ký chị Vương Thị Quỳnh. Rồi ok, cảm ơn chị Vương Thị Quỳnh nè, quá đẹp mấy chị ơi. Suốt ngày nhà em bao chóc luôn, mặc đi học đi chơi rồi này kia. Đấy mặc ở nhà đầu đồ vải siêu đẹp nha mọi người nha. Rồi lên nhanh tay chị mã lạ nha. Rồi lạ kèm ký và kèm giúp em đó là số điện thoại giùm em lên đơn cho mình lạ nè mấy chị. Màu rất là đẹp mấy chị. Đấy, lạ lạ giùm em. Em có size từ 8 cho đến 12 kg là 59.000, 16 cho đến 20 kg là giá 69 và size đại em còn có một bộ là từ 21 đến 23 kg là giá 79.000. Size đại sắp hết luôn. Rồi nhanh tay. Lạ 8 kg chị Trần Thanh Trúc. Rồi ok chị nè. Rồi em lạ 23 kg chị Quỳnh Nhỏ. Rồi ok. Rồi lên tiếp cho mình cái mẫu này. Đẹp quá mọi người ơi, dễ thương quá rồi. Chăm xin vào lòng chia sẻ tăng tương tác nha mọi người nha. Rồi nhớ cho Vi Diễm xin vào lòng chia sẻ nha, ủng hộ em thì sắp tới thì em sẽ like thêm nhiều ban đêm cho mấy chị mua nha. Đấy chứ mà mấy chị mua ít quá là mấy đứa nhân viên lại 12 ký chị Nguyễn My Trâm. Rồi ok nè. Rồi bộ này mã vịt hồng. Comment cho mã vịt hồng kèm ký kèm số điện thoại. Mấy chị yêu thương mà muốn em like ban đêm thì mỗi chị cho em xin một hai lần chia sẻ mấy chị coi như ủng hộ kích lệ tinh thần nha, chứ để ít quá là mấy đứa nhân viên ở xa lắm mọi người. Thật sự ở xa lắm. Đấy, em mà like như thế này là tụi nó rất là tội nghiệp luôn. Nên mấy chị cố gắng ủng hộ em nhiều nhiều vậy để cho tụi nó like nha. Chứ mà mua ít quá là tụi nó không ở lại like với em đâu mọi người. Đó, mọi người chăm xin vào lần chia sẻ nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều luôn. Rồi lên cho em mẫu này là vịt hồng giùm em. Mẫu này em có size nhí thôi. Từ 8. Rồi gửi chị rồi. Em gửi rồi chị Hiệp Đặng Thị Ngọc ơi. Rồi em gửi hàng cái chị rồi nha. Lúc trưa nhân viên gọi không được á nên em kêu thôi gửi chị luôn đi. Tại có địa chỉ sẵn rồi á, gọi chị không được á nên em gửi luôn rồi chị. Rồi vịt hồng này em có size từ 11 kg cho đến 21 kg mang vừa và giá sẽ là 89.000 đồng bộ. Chị lên chị mã vịt hồng. Rồi 12 kg chị Vũ Thị Tuyết Vũ. Rồi bộ này mã vịt hồng nha. Rồi chị nào biết ra thì em nhân viên tặng đem chút đơn cho mình mã lại em chị. Rồi 11 đến 21 kg là mã vịt hồng. Vịt hồng 13 chị Lâm Nguyễn. Rồi bộ này là mã lạ. Vịt hồng 12 kg chị Lâm Huỳnh. Rồi ok chị nè. Em bảo cho anh nhân ấy. Vịt hồng 21 chị Thanh Trúc nè. Rồi bộ này là vịt hồng 20 chị Nguyễn Minh Nhật. Rồi ok nè. Rồi nhanh tay giúp em nha. Bộ này mã vịt hồng á chị. Rồi vịt hồng có size là từ 11 đến 21 kg giùm em và giá sẽ là 89.000 đồng bộ. Có tâm xịn nha mọi người nha. Dạ, mẫu nào bên em không đọc tên là hết hàng rồi, các chị quay mẫu khác giùm em nha. Rồi ok hết hàng. Vịt hồng 21 chị Thủy Tiên. Rồi ok nè. Vịt hồng giùm em ấy chị. Vịt hồng 18 chị Kỳ Thái Khác. Rồi ok cảm ơn chị nè. Rồi tình yêu lấy nữa lên đơn nhanh tay giúp em mã vịt hồng nha. Vịt hồng kèm ký giùm em mọi người ơi. Rồi vịt hồng kèm ký và kèm giúp em đó là số điện thoại giùm em lên đơn cho mình mã vịt hồng nha mọi người. Vịt hồng 14 ký chị Đoàn Dương. Rồi ok cảm ơn chị Đoàn Dương nè. Vịt hồng 19 ký chị Thí Thí. Rồi ok cảm ơn chị nè. Rồi tình yêu lấy vịt hồng nữa lên nhanh chị em mã vịt hồng kiềm ký nha. Cái xe đại nữa hả? Rồi vịt hồng em có cả xe đại mấy chị, từ 21 cho đến 34 ký mang vừa là giá sẽ là xe đại đến số bao nhiêu em?
Rồi 34 kg đổ lại mang vừa giùm em thì giá sẽ là 99.000 đồng. Vịt hồng này nhân viên mới coi lại là có kẻ xe đại nha chị. Rồi có kẻ xe đại nha, vịt hồng này em có kẻ xe đại. Vịt hồng 11 và 14 chị Minh Thư. Rồi ok em cảm ơn chị Minh Thư nè. Rồi có kẻ xe đại mọi người ơi, từ 22 cho đến là 34 kg mang vừa giùm em là giá sẽ 99.000 đồng. Và từ 22 kg trở lên là nhân viên sẽ tính cho mình 99.000 nha mọi người. Còn 21 kg đổ lại là sẽ là 89.000. Rồi lên cho em ạ, đó là vịt hồng kèm ký kèm số điện thoại giúp em chị ơi. Rồi vịt hồng nhanh tay nha. Vịt hồng kèm ký và kèm hồi em đó là số điện thoại giùm em lên đơn cho mình mã vịt hồng. Rồi em qua mẫu tiếp theo nha. Rồi tình yêu lấy nữa lên đơn nhanh tay quay cho mấy chị một bộ xuất hàng của bé trai hình tiếp theo. Hình này dễ thương quá mọi người. Rồi hình này lên cho em mã đó là A1 giùm em nha, size từ 8 cho đến 15 kg là 59.000, 16 cho đến 20 kg là giá 69.000 chị. Rồi mẫu này có size nhí và size chung. Vịt hồng 17 kg chị Diễm My. Rồi ok cảm ơn chị Diễm My. Rồi mẫu này em có size nhí và size chung không mấy chị? À có kẻ size đại. Rồi từ 8 cho đến 15 kg là 59.000, 16 cho đến 20 kg là giá 69.000 và size đại 21 cho đến 30 kg là giá 79.000 mấy chị. Lên nhanh cho em mã đó là A1 kèm túi bé và kèm giúp em đó là số điện thoại giùm em nhân viên chốt đơn cho mình mẫu của bé trai là mã A1. Rồi A1 giúp em mọi người. Rồi lên đơn chi mã là A1 hộ em. A1 8 kg chị Trần Thanh Trúc. Rồi, ok chị nè. A1 17 kg chị Angela Ngừa. Rồi, ok cảm ơn chị nè. Rồi tình yêu lấy lên đơn nhanh tay chi mã A1. Rồi chuẩn bị lên cho chị bộ ngố cầu vòng luôn với chị chấm chấm bài chấm thêm bài lần chia sẻ và cố gắng là đi đơn giùm em từ 2 bộ trở lên nha. Mình lựa từ 2 cái trở lên giúp em, ngày mai sẽ có nhân viên gọi điện chốt đơn cho mình nha mọi người. Rồi cố gắng lựa giùm em từ 2 cái. Rồi lên cho em mẫu này mã A1. A1 này em có size từ 8 cho đến 15 kg sẽ là 59.000, 16 đến 20 kg là giá 69 và sẽ đại 21 đến 30 kg là giá 79.000 đồng. Mấy chị lên cho em mã A1 giùm em. Của nó màu rất là đẹp luôn nè mọi người. Rồi nhanh tay cho em mã A1 kèm ký bé và kèm hộ em đó là số điện thoại giúp em nha. Rồi A1 kèm ký kèm số điện thoại giùm em. A124 chị Nguyễn Thị Thanh Liên. Rồi ok chị Thanh Liên nè. Chị chọn cái màu nó đi. Rồi lên cho em mã A1 giùm em mấy chị. Rồi lên cho em 120 kg chị heo con. Rồi ok đúng không chị nè. Rồi nhanh tay cho em mã A1 giúp em mấy chị ơi. Dạ. A1 10 kg chị Ngọc Huế. Chưa like hết chị Hải Yến Nguyễn ơi, mới like có vài bộ thôi. A1 18 kg chị Lê Quy. Rồi ok cảm ơn chị nè. Rồi chị nào lấy nữa lên đâu nhanh tay giúp em mã A1 nha. Rồi A1 kèm ký và kèm giúp em đó là số điện thoại giùm em chốt đơn cho chị bộ mã A1 màu xanh. A1 15 kg chị Trần Nghe 511. Ok chị nè. Rồi tình yêu lấy nữa lên đơn chi mã A1 kèm ký giùm em mọi người. Rồi đợi em xíu xíu rồi sẽ qua mẫu ngay vào liền nha. Đợi em xíu xíu nha. Rồi chị nào lấy A1 lên mã A1 kèm ký đó chị mua một cho cấp của bé trai không mọi người. A1 em còn size từ 8 kg cho đến 20 kg và từ 25 kg cho đến 30 kg nha các chị. Rồi A1 này còn size từ 8 cho đến 15 kg là 59.000, 16 cho đến 20 kg là giá 69 và từ 25 cho đến 30 kg là giá 79.000. Rồi chị lấy lên đôi chị mẹ A1 kèm ký nhé, rồi em qua mẫu tiếp theo. Dạ nay em lai tối chị Yến Quanh ơi. A1 12 kg chị Cường DH3. Rồi ok em qua mẫu tiếp theo mọi người. A1 8 chị Trần Thanh Trúc có đơn. Không lai tối mà mấy chị biết em không lai tối luôn. A1 15 kg chị Huyền Vy. Dạ em không có nhân viên đó mọi người, nên mọi người mua ủng hộ em lâu lâu em kêu mấy đứa nhân viên ở lại live phụ nha mọi người. A1 25 chị Hồ Ngọc Thảo Nguyên. Mấy chị mua ít quá là mấy đứa nhân viên nó không ở lại á mấy chị. Có mình em thì em không lai được. Rồi em quay cho mấy chị một cái áo này lên cho em mã A49K. Comment cho em mã A49 kèm ký kèm số điện thoại giùm em một áo Doraemon màu cực đẹp luôn mọi người ơi. Giá chỉ có 49.000 đồng, em còn size từ 9 kg cho đến là. Rồi áo này còn size 13 kg đổ lại mà ok. Từ 9 cho đến 13 kg em còn đâu tầm 5 số cái cuối cùng lên nhanh cho chị giá 49.000 đồng. Rồi 49.000 comment cho em mã A49K giùm em một áo chất liệu cotton giùm em mấy chị 49.000 đồng. Rồi chị lấy lên đơn nhanh tay cho em mã A49 nhé. A49 mấy chị. Rồi xong cái bộ này chưa chuẩn bị em lên cho anh chị cái bộ cầu vòng này. Mẫu này buổi trước có like một lần rồi, hôm nay còn vài bộ để em lên nhanh luôn nha. Rồi lên cho em mẫu này là A49 mấy chị, size từ 9 cho đến 13 kg mang vừa. Rồi từ 9 cho đến 13 kg là mấy chị mình ok nha. Giá chỉ có 49.000. Rồi tình yêu lấy lên đơn giúp em A49 mấy chị. Rồi qua mẫu tiếp theo. Lên cho anh chị bộ này comment cho em mã đó là cầu vòng. Rồi có size số 2 không ạ? Rồi mẫu này em có size là từ 11 đến 21 kg là giá 89.000 đồng. Rồi từ số có số 10 không? A492 chị Cường DH3. Rồi ok. Rồi ok nè em M E còn một số size 15 hả? Rồi ok mẫu này em có size từ 11 cho đến 21 kg là giá sẽ là 89.000 đồng.
rồi 32 đến 34 kg là giá 99.000, và từ 35 kg cho đến là 45 kg mang vùng giùm em là giá 130.000. Lên chị mã cầu vòng kèm cưới nha. Cầu vòng 11 chị Angela ngờ. Rồi ok, cảm ơn chị nè. Chị đang kêu là bộ size số 3. Cầu vòng 14 chị Đoan Dương. Rồi ok, giờ Đoan Dương nè. Rồi mẫu này chủ yếu còn size nhí mấy chị. Size đại còn có một bộ size số 15 là từ 32. Cầu vòng 11 và 14 chị Minh Thư. Rồi ok nè. Còn size từ 12 kg trở lên cho đến 21. Rồi cầu vòng này em còn size từ 12 cho đến 21 kg mấy chị, giá sẽ là 89.000 đồng. 31 trên 34 kg là giá 99, và từ 35 kg cho đến là 45 kg giá sẽ là 130.000 mấy chị. Đấy, bộ này mẹ bé nhưng mà hiện tại chỉ còn size 45 kg đổ lại thôi. Còn vòng 15 kg chị Nguyễn Thị Phượng. Rồi ok nè. Còn vòng 19 chị Vương Thị Quỳnh. Rồi ok chị nè. Rồi chị nào lấy nữa lên đơn nhanh tay cho em mẹ cầu vòng cái bé nha. Cầu vòng kèm cái bé và số điện thoại giùm em lên đơn mấy chị. Rồi cầu vòng kèm cưới bé và số điện thoại giùm em chút đơn cho chị. Cầu vòng 15 quý chị Đặng Mỹ. Rồi ok chị Đặng Mỹ. Cầu vòng 12 chị Lành Huỳnh. Đi đơn giùm em giúp em từ 2 bộ nha. Rồi đi đơn giùm em từ 2 bộ trở lên thì mai sẽ có nhân viên gọi điện chút đơn nha. Cầu vòng 19 quý chị Thúy Thúy. Rồi ok cảm ơn chị nè. Cầu vòng 16 chị Tô Thị Hoa. Rồi ok cảm ơn chị Tô Thị Hoa. Rồi chị nào lấy nữa lên đơn nhanh tay giúp em mẹ cầu vòng. Rồi 45 kg đổ lại thôi. Rồi bộ thể thao mấy chị, hàng lẻ em còn có bộ em lên nhanh. 27 cho đến 29 kg mang vừa, comment cho mã bu ma xám. Rồi bu ma xám em có bộ thôi mấy chị. Chị nào có nhu cầu còn đồ thể thao thì nhanh tay giúp em nha. 27 cho đến 29 kg mang vừa, giá là 99.000 đồng bộ, vải siêu đẹp luôn rồi, thật sự không cần giới thiệu nhiều. Cái này em bán quá nhiều mấy chị. Em cứ về lô nào em like chừng một ngày nó hết hàng à. Thành ra bây giờ nó lẻ ra có một hai bộ thì hôm nay không có hàng mới, thành ra bây giờ mới tranh thủ like cho mấy chị hàng lẻ đồ thể thao nha. Này size là từ 27 đến 29 kg. Còn vòng 15 chị Đặng Mỹ có. Rồi giá 99.000. Còn vòng 45 chị Minh Thư. Bu mai sáng giúp em mấy chị, comment cho mẹ bu mai sáng kèm ký kèm số thoại cho em. Còn vòng 29. Rồi 29 kg không có. Từ 31 kg trở lên trong có 29 kg. Rồi chị nào lấy lên đơn giúp em mẹ bu mai sáng giùm em 27 đến 29 kg với chị. Dạ khách mới lên giùm em số điện thoại nha các chị, ký số điện thoại giúp em nha. Rồi em lên cho mấy chị bộ nhện màu đỏ, bộ xuất hàng dành cho bé trai giùm em mọi người. Rồi xuất hàng dành cho bé trai mẹ là nhện đỏ nhé. Tình yêu lấy nhện đỏ lên mẹ, nhện đỏ kèm ký giúp em. Rồi comment nhanh tay. Cầu vòng em vẫn còn size là từ 12 cho đến 21 kg với chị, giá là 89.000 đồng. 31 trên 34 kg là giá 99, và từ 35 cho đến 45 kg là giá 130.000. Rồi lên cho em bộ nhện đỏ giùm em. Rồi nhện đỏ giùm em nha. Chị lấy nhện đỏ lên mẹ, nhện đỏ kèm ký giùm em nè. Rồi nhện đỏ kèm ký và kèm số thoại giùm em có size từ 8 cho đến 15 kg với chị. Dạ, giá sẽ là 59.000 đồng nè. 16 cho đến 20 kg là giá 69.000. Rồi để em coi mẫu này có xe đại không nha. Rồi mẫu này hình như là có xe đại mấy chị. 21 trên 30 kg là giá 79.000 đồng. Comment cho mẹ nhện đỏ kèm ký mấy chị. Rồi lên đơn nhanh tay cho em mẹ, đó là nhện đỏ kèm ký của bé và số thoại giùm em chút đơn. Rồi nhanh tay giùm em mẹ nhện đỏ nha. Em có size từ 8 cho đến 15 kg là 59.000. Rồi 16 cho đến 20 kg là giá 69, và sẽ đại 21 trên 30 kg là giá 79.000 quý chị. Lên đơn cho em mã là nhện đỏ kèm ký. Nhện đỏ 8 chị Trần Thanh Trúc. Rồi ok vậy hả. Nhện đỏ 23 chị Hương Trinh. Rồi ok cảm ơn chị. Nhện đỏ 12 chị Cường DK3. Rồi ok chị. Nhện đỏ 10 chị Ngọc Huế. Rồi ok chị Ngọc Huế nè. Rồi chị lấy lên đơn nhanh tay giúp em mã. Nhện đỏ 30 chị Vinh An Trương. Rồi ok chị nè. Rồi nhanh tay giúp em mã nhện đỏ nha. Nhện đỏ kèm ký và kèm giúp em đó là số điện thoại giùm em chút đơn cho chị nhện đỏ nhé. Nhện đỏ 19 chị Vi Huyền. Rồi ok chị Vi Huyền nè. Rồi áo khoác của chị em lên nhanh cho chị một bộ áo khoác nè. Nhện đỏ 670 chị Vi Lê. Rồi ok cảm ơn chị Vi Lê. Nhện đỏ 15 ký chị Trần Nga. Rồi ok chị Trần Nga. Rồi tình yêu lấy nhện đỏ nó lên chi mạng nhện đỏ kèm ký nha. Nhện đỏ kèm ký rồi xong xong cho mấy chị một hình bé gái luôn em. Xong xong cho mấy chị một hình bé gái là mẹ công chúa giùm em mấy chị. Công chúa này em có size là có size nhí và size trung. 8 cho đến 15 kg là 59.000, và từ 16 cho đến 20 kg là giá 69, mình lên cho mẹ là công chúa nhé. Rồi chị nào biết trai thì lấy nhện đỏ, và chị nào biết gái thì mình lên cho mẹ là công chúa giùm em. Rồi công chúa đi. Rồi tình yêu mà mình lấy công chúa, comment cho mẹ công chúa kèm ký nha. Công chúa kèm ký bé và số điện thoại giùm em chút đơn cho chị là hình công chúa đi. Công chúa là của bé gái, từ 8 cho đến 15 kg là 59.000, 16 cho đến 20 kg là giá 69, là công chúa của bé gái. Rồi chị nào biết trai thì mình lên cho em mã đó là nhện đỏ. Rồi tình yêu nào mình biết trai thì mình lên cho em mã là nhện đỏ nhé. Nhện đỏ em có size từ 8 cho đến 15 kg 59.000,
16 cho đến 20 kg là giá 69 và có cả size đại là từ 21 đến 30 kg là giá 79 ngàn giùm em. Rồi lên cho em bạn nhện đỏ giùm em nha. Nhện đỏ 15 chị Trần nghe có đơn. Rồi ok chị Trần. Nhện đỏ 15 chị Trần em. Rồi ok nè. Công chúa 12 chị Huyền Vi Võ. Rồi ok cảm ơn chị Huyền Vi Võ. Công chúa 13 chị Lan Nguyễn. Rồi nhện đỏ là của bé trai và công chúa là của bé gái nha. Đây công chúa giùm em mọi người ơi, lên cho em bạn công chúa kim ký bí giùm em. Rồi cố gắng là mình đi đơn giúp em từ hai cái trở lên, ngày mai sẽ có nhân viên gọi điện chốt đơn cho mình nha. Rồi nhanh tay giùm em bạn công chúa kim ký giùm em. Rồi em qua mẫu tiếp theo. Con làm gì còn rồi em lên cho vòng 34 ký chị Xương Rồng. Xương Rồng rồi ok cảm ơn chị Xương Rồng này. Em lên cho mấy chị một mẫu áo khoác, mấy chị sẽ lên cho mấy chị hai mẫu áo khoác, một cái này là size nhí chút tí nên em sẽ lên size đại sau nha, em có cả áo khoác size nhí và size đại. Công chúa 16 ký chị Tô Thị Hoa. Rồi ok cảm ơn chị Tô Thị Hoa này. Rồi đây là áo khoác dành cho bé gái giùm em, comment cho mã khoác vàng. Rồi chị lấy khoác vàng thì lên cho em mã khoác vàng kiềm ký giùm em, có size từ 13 ký chị Thanh Nghĩa. Rồi 10 cho đến là 17 ký mang vừa giùm em, giá sẽ là 125.000 đồng cái. Cái này là dạng kho gió xịn nha mọi người nha. Bên trong có lót thông hơi giùm em, hàng Quảng Châu cực đẹp luôn mọi người. Rồi giá sẽ là 125.000 đồng, 10 cho đến 17 ký ok, lên cho em mã khoác vàng là của bé gái. Rồi khoác vàng là dành cho bé gái, rồi chị nào bé trai thì em có cái màu siêu nhon này. Rồi lên đơn cho em mã khoác vàng kiềm ký nha. Khúc vàng kèm ký bí là số điện thoại giùm em chút đơn cho anh chị áo khúc vàng. Còn vòng 15 ký chị Trần An. Rồi tên yêu là... Còn vòng 15 ký chị Trần Thảo Huy. Rồi ok nè. 15 ký số 5 nhanh tay lên. Rồi cái này em có size là từ 12 cho đến 21 ký, chị là giá 89 ngàn. Rồi 31 đến 34 ký là giá 99, là từ 35 cho đến 45 ký là giá sẽ 130. Comment cho mã cầu vòng là cái mẫu này nha. Rồi cầu vòng là mẫu này giúp em. Rồi chị Công chúa 2 bộ chị Phạm Ngọc. Rồi mẫu này là khóc vàng đó chị lấy khóc vàng thì lên mã khóc vàng kèm ký 10 cho đến 17 ký anh em. Rồi 10 cho đến 17 ký áo khóc vàng nha, giá 125.000 đồng một cặp mọi người. Rồi tiếp theo là áo khóc dành cho bé trai. Trai màu cực đẹp luôn mấy chị, trai màu phố rất đẹp luôn, màu này cô ba khóc xanh. Lên chị mã khóc xanh giúp em nha. Ui xanh hình này, xanh mấy chị, xanh của bé trai này. Rồi bé trai thì mình lên chị mã là khóc xanh 10 cho đến 17 ký ok, của bé trai thì mình lên chị mã là khóc xanh kèm ký nhé. Rồi khóc xanh kèm ký, cái màu xanh cobalt mà phối với lại cái màu ghi mấy chị, màu xám này cực đẹp nha mọi người nha. Rồi lên chi mã là khóc xanh kèm ký giùm em, hoặc là khóc vàng kèm ký, từ 10 cho đến 17 ký là ok và giá 125 nha. Đó chị lấy khóc màu nào lên chi mã khóc kèm màu giúp em. Rồi bé trai thì lên màu xanh và bé gái thì lên chi màu vàng. Khóc vàng 17 ký chị Trần An. Rồi ok cảm ơn chị nè. Rồi đi đơn từ hai cái trở lên giùm em. Khóc vàng 15 ký chị An Nguyễn. Rồi ok cảm ơn chị An Nguyễn nhé. Rồi lên đơn nhanh tay giúp em mọi người ơi. Rồi khóc vàng hoặc là khóc màu xanh giùm em nha. Dạ cầu vòng em lên rồi chị ơi. Lên giùm em nè. Mã cầu vòng giùm em. Mã cầu vòng là bộ phía sau á chị. Áo màu hồng và quần là cầu vòng á chị. Rồi cầu vòng hiện tại còn size từ 12 kg cho đến là 21 kg mang rồi, giá sẽ là 89.000 đồng một cái chị. Rồi chị là lấy lên đơn cho em ạ, là cầu vòng kèm màu nha. Khóc xanh 17 kg chị Julia Hà Anh. Rồi ok cảm ơn chị nè. Đấy, khóc này mấy chị. Khóc xanh 12 kg chị Cường DK Bay. Rồi ok cảm ơn chị nè. Khóc xanh 17 kg chị Trần An. Rồi ok cảm ơn chị nè. Rồi lên mã khóc kèm màu giúp em nha. Khóc vàng hoặc là khóc xanh giùm em. Khóc xanh 16 chị Chi Phạm. Rồi vàng là dành cho bé gái, rồi màu xanh là dành cho bé trai. Khóc xanh 15 kg chị Trần Nga. Rồi ok chị Trần Nga nè. Rồi qua mẫu tiếp theo mấy chị ơi. Lên nó cho mấy chị một set đồ thiết kế dành cho bé gái nè. Rồi mẫu này em có size là dành cho bé là để con chị số máy nha. Dạ đơn hàng để gọi là bên em đi hết rồi nha chị. Đơn này đơn mới giúp em nha. Rồi đơn mới giùm em, đơn này ngày mai nhân viên gọi đôi chút đơn cho mình đó. Mấy chị cố gắng lựa từ hai cái trở lên giúp em, ngày mai sẽ có nhân viên gọi điện chút đơn cho mình nha mọi người. Rồi em lên cho chị bộ thiết kế dành cho bé gái nè. Có 15 ký chị Đỗ Chi. Rồi lên chi mã thiết kế. Comment cho mã TK giùm em mấy chị. Size dành cho bé nào là từ 8 ký cho đến là 17 ký mang vừa giùm em. Số máy đi. Rồi 8 cho đến 16 kg mang vừa giúp em mấy chị, giá sẽ là 89.000 đồng bộ. Chị comment cho mã thiết kế nhé. Siêu đẹp luôn giùm em mọi người. Đấy, các vải cực kỳ xịn luôn giùm em mấy chị, nhận hàng bao kiểm tra hàng thoải mái chút thì nhận giúp em nha mọi người. Rồi giá là 89.000 đồng bộ thiết kế dành cho bé gái. Chị comment trên mã đó là TK và kèm con nạn số thoại giùm em chút đô. Từ 8 kg cho đến là 16 kg mang vừa. Rồi từ 8 cho đến 16 kg là miếng cho mình ok nha. Thiết kế 14 kg chị Út Nhi. Rồi ok chị Út Nhi. Rồi chị nào lấy nữa lên đơn. Rồi 10 ký hết rồi. Rồi chị nào lấy nữa lên đơn nhanh tay giúp em nha.
thiết kế em còn size 8, 9 và 15, 16. Rồi 8, 9, 15, 16 ký mấy chị, mẫu này em đã like rồi, nó lẻ ra còn có vài bộ rồi. Chị nào vừa thì nhân viên chốt đơn, mà không vừa nghĩa là bên em hết size mấy chị. Rồi 10 ký hết, chị còn 8, 9 ký và là 10, 15, 16 ký mấy chị. Rồi em qua còn vòng 18 ký chị Minh Hiếu. Rồi em qua mẫu tiếp theo mấy chị ơi. Lên cho mấy chị mẫu này cực đẹp luôn nè. Rồi lên cho mấy chị mẫu này comment cho em mã A2. Rồi hình siêu đẹp luôn mấy chị ơi, comment cho em mẫu này mã A2 kèm ký kèm số điện thoại giùm em chút đơn mấy chị, bộ này mã A2 nha. Hình con khủng long giùm em là mã A2, em có size từ 8 cho đến 15 ký, 59.000 đồng một bộ mấy chị. Rồi 59.000 đồng bộ xuất hàng giùm em nha. Rồi tình yêu lấy lên đơn cho em mã là A2 kèm ký bé. Rồi A2 kèm ký bé và số điện thoại giùm em để anh em lên đơn nha. Và cố gắng là mấy chị lựa đơn thiết kế 16 ký chị Kỳ Thái khác. Rồi ok, cảm ơn chị nè. Từ hai sản phẩm trở lên ngày mai có nhân viên gọi điện chốt đơn cho mình nha mọi người. Đấy, rồi lên cho em mã này là A2 mấy chị. Dạ hôm nay em lai tối á chị ơi, ủng hộ em một đơn hàng nha. Rồi lên cho em mã là A2 kèm ký kèm số điện thoại giùm em chút đơn với chị, bộ mã A2 nha. Lâu lâu lai tối mấy chị ngạc nhiên luôn á, tại vì em có nhân viên với chị lâu lâu dụ được mấy đứa ở lại lai được một bữa. Đấy nên mấy chị ủng hộ em nhiều nhiều rồi hôm sau em dụ mấy đứa là ở lại lai tiếp nha. Đấy chứ bình thường là nhà em không có lai buổi tối chị, nộp đến nỗi mà lai buổi tối mấy chị ngạc nhiên nữa. Có khoảng 12 ký chị Hùng Baby. Rồi lên cho em mẫu này là A2 mấy chị, từ 8 cho đến 15 ký 59.000. Rồi 59.000 cái, chị có mua áo khoác đại em lên cho chị khoác đại nha, hồng đại giùm em đi. Rồi gian cho chị cái size 130 em. Rồi. Rồi lên cho em mã là A2 mấy chị, A2 kèm ký số thoại em chút đơn nha. A2 em có size từ 8 ký cho đến 15 ký thôi các chị. Rồi 8 cho đến 15 ký mấy chị ơi. Giá là 59.000 rất là rẻ luôn. Rồi mình lên đơn nhanh tay cho em mã là A2 kèm ký bé số thoại giúp em để em. A2 15 chị Hồ Thảo Nguyên. Rồi ok chị nè. A2 8 chị Phương Thảo Phan. Ok cảm ơn chị. A2 15 ký chị Bích Vân. Rồi ok cảm ơn chị Bích Vân. A2 15 ký chị Trần Nga. Cho em bộ size 55 em. Rồi chị đang lấy lên đơn nhanh tay giúp em mã A2 kèm ký nha. Dạ, dạ có khóa nữ luôn chị ơi. Khóa nào cũng có, chị đợi em tí. Rồi lên chị mã A2 kèm ký nha. Rồi A2 là bộ khủng long dành cho bé trai mấy chị. Dễ sẽ là 59.000 đồng bộ rồi cho chị áo khoác nữ luôn em. Dạ A2 em có size từ 8 ký cho đến 15 ký nha. Size từ 130 cho đến size 180 tương đương cho chị từ 27 ký cho đến là 46. Lớn nhất đúng không ta? Mở chị cái size 160 coi mấy ký nha. Rồi mẫu này em có size dành cho bé là từ 25 ký. Rồi mẫu này có size cho bé là từ 25 ký cho đến 40 ký mang 42 ký mang vừa mấy chị. Rồi từ 25 ký cho đến 42 ký mang vừa bé nào lớn lớn tầm từ học lớp tầm từ 5 6 tuổi trở lên là mang ok giúp em áo khoác đại nha mấy chị, comment cho em mã hồng đại. Rồi hồng đại kèm ký kèm số điện thoại giúp em chút đơn chị. Em chỉ có size dành cho bé nào lớn lớn xíu chắc tầm từ 24 25 ký nhé. 24 25 ký cho đến khoảng là 40 ký mang vừa giúp em áo khoác này, giá 175 000 đồng cám chị, hàng siêu xịn cho em luôn, hàng Quảng Châu rất xịn nha. Rồi lên đơn cho em mã là hồng đại kèm ký và kèm số thoại giùm em chút đơn với chị áo khoác hồng đại 25 cho đến 40 ký mang vừa. Rồi từ 25 cho đến 40 ký mang ok. Comment cho em mã hồng đại kèm ký. Rồi comment cho em mã hồng đại kèm ký kèm số thoại giùm em lên đơn nha. Giá 175 mấy chị. Rồi giá 175 giùm em nha. Đại. Rồi sau lưng em là coban với lại là khoác vàng. Rồi khoác xanh với khoác vàng giùm em giá 125.000 đồng một cái, từ 10 cho đến 17 ký mang vừa. Rồi 10 cho đến 17 ký chị lấy khoác xanh thì comment mã khoác xanh và lấy khoác vàng comment mã khoác vàng giá 125. Rồi giá 125 rồi qua mẫu tiếp theo nha. Chị lấy nữa lên đơn, cứ comment cơ theo mã là chị có hàng nha mọi người. Rồi em lên cho chị bộ hình con gì đây nè. Con mèo á chị, comment mã mèo. Mèo size như thế nào em ơi? Rồi từ 8 cho đến 15 ký 59.000. 16 cho đến 20 kg là giá 69 và size đại 21 đến 30 kg là giá 79.000. Cảm ơn cho mã mèo. Rồi lên đơn cho mã mèo kèm ký nha. Lên cho mã mèo kèm ký bé xuống họ giùm em chút đơn cho mấy chị bộ con mèo nha, bộ mèo xinh chưa. Rồi tình yêu lấy mèo lên mã mèo kèm ký giùm em. Từ 8 cho đến 15 kg là 59.000. Rồi 16 cho đến 20 kg là giá 69 và size đại 21 đến 30 kg là giá 79.000. Rồi lên đơn nhanh tay cho em mã bộ mèo này, bộ xuất hàng hình con mèo giúp em. Rồi xuất hàng hình con mèo mấy chị. Rồi lên cho chị cái bộ ô tô này đi. Mèo 19 ký chị Ngọc Nguyễn. Rồi ok chị Ngọc Nguyễn. Mèo 11 và 14 chị Minh Thư. Rồi ok chị Minh Thư. Rồi em lên song song cho mấy chị hình ô tô là chị biết trai. Mèo 12 ký chị Huyền Vy Võ. Rồi ok chị Huyền Vy Võ. Rồi chị nào lấy mèo thì lên cho em mã mèo kèm ký nha. Mèo 11 ký chị Nhung Lê. Rồi ok nè. Rồi lên cho
bộ này mã ô tô với chị. 23 chị Trần Thảo Vy. Rồi bộ này mã ô tô giùm em với chị lên cho em mã ô tô kèm ký kèm số điện thoại giùm em lên đơn cho chị bộ ô tô nha. Rồi lên cho em mã ô tô giùm em. Ô tô kèm ký bí và số điện thoại giúp em để bên em lên đơn cho chị bộ ô tô nè. 15 ký chị Trần An. Rồi ok, cảm ơn chị Trần An nè. Rồi ô tô giùm em mọi người ơi, comment cho em mã ô tô kèm ký kèm số điện thoại và chị nào bé gái thì lên hình con mèo. Rồi bé trai thì mình lên cho em mã hình ô tô với chị. Ô tô ô tô 70 chị Vy Lê. Rồi ok, cảm ơn chị Vy Lê nè. Ô tô 18 chị Lê Quy. Rồi ok, cảm ơn chị Lê Quy. Rồi tình yêu lấy ô tô, comment cho mẹ ô tô kèm ký nha. 11 ký chị Lê Thoa. Rồi ok chị Lê Thoa nè. Áo khoác hồng đại 25 ký chị Minh Hiếu. Rồi em cảm ơn chị Minh Hiếu. Rồi chị lấy lên đơn cho em mã mèo là ô tô nha. Mèo là của bé gái và ô tô là của bé trai. Mèo là của bé gái và ô tô là dành cho bé trai. Chị lấy lên đơn giúp em mã mèo là ô tô nha. Ô tô 15 ký chị Nguyễn Phương. Rồi ok chị Nguyễn Phương nè. Rồi xong cho em cái bộ đây. Mèo 20 ký chị Dung Phạm. Rồi ok, cảm ơn chị Dung Phạm nè. Rồi lên đơn tiếp tục cho em. Mèo 25 ký chị Đăng Nguyễn. Rồi ok, cảm ơn chị Đăng Nguyễn đi. Ô tô 23 chị Hồ Ngọc Thảo Nguyên. Rồi cảm ơn chị Ngọc. Cố gắng lựa giúp em từ 2 cái trở lên ngày mai có người gọi điện chúc đơn cho mình nha. Rồi chị Thảo Nguyên ơi, không có 23 ký, có 25 ký, 24 ký trở lên chị ơi. Rồi em hết 23 ký, còn 24 ký, à còn đó. Rồi rồi từ từ đợi em xíu nha mấy chị. Ô tô 18 ký chị Thi Lê. Mở cái dây ra cho nó nhanh tay lên. Rồi lên cho em mã ô tô kèm ký giùm em nha. Chị lấy ô tô lên mã ô tô kèm ký. Dạ mèo không có 32 ký chị ơi. Rồi mèo giùm em. Ô tô 20 ký chị heo con. Rồi ok, cảm ơn chị heo con nè. Rồi mèo và ô tô với chị. Ô tô 15 ký chị Trần An. Rồi ok chị Trần An. Mèo 20 chị Dung Phạm có rồi. Rồi ok rồi. Khóc vàng 10 ký chị Phương Thảo. Rồi ok. Ô tô 70 chị Vy Lê có. Rồi khóc vàng 10 ký. Khóc vàng lấy rút một cái sai số 6 với chị. Khóc vàng 10. Rồi rút một cái sai số 6 nhanh tay lên. Khách mới sẽ xin thoại giúp em chịu. Rồi lên cho em ạ. Mèo 16 ký chị Tô Thị Hoa. Rồi ok lửa tô 2. Ô tô 11 ký chị Ngọc Nhanh. Rồi ok chị Ngọc Nhanh đi. Rồi chị nào lấy lên đơn giúp em mèo hoặc là ô tô nha. Ô tô 12 ký chị Vũ Thị Tuyết Vũ. Rồi chị heo con ơi lên kiểm số ký. Rồi lấy 24 ký chị Hồ Ngọc Thảo Nguyên. Rồi lên kiểm số ký giúp em nha. Chị heo con lên kiểm số ký giúp em để nhân viên em chốt đơn cho mình nha. Rồi ok rồi chị nào lấy nữa. Ô tô 13 ký chị Thùy Linh Phạm. Rồi ok chị Thùy Linh Phạm này. Rồi đợi em xíu chút xong cái này rồi em qua mẫu khách cho mấy chị nha. Cho mấy chị đang chốt đơn em không qua mẫu được. Ô tô 15 ký chị Bích Vân. Rồi ok chị Bích Vân này. Trong lòng đó. Rồi nhanh tay giùm em mã ô tô hoặc là mèo giùm em mấy chị. Rồi khóc vàng chị Phương Thảo có. Rồi ok này. Mèo 14 ký chị Phạm Ngọc. Rồi ok chị Phạm Ngọc này. Rồi chị Tô Thị Hoa có mèo 16. Rồi ok rồi em qua. Ô tô 13 chị Thùy Linh Phạm có đơn. Rồi ok rồi em qua nha mọi người. Rồi chị nào lấy nữa thì lên đơn giúp em rồi em qua. Rồi chị nào lấy khủng long thì lên cho em mã khủng long này mấy chị. Bộ đây bộ hình con khủng long rất đẹp luôn. Rồi khủng long thì chị có size từ 8 cho đến 15 ký thôi nha. Giá sẽ là 59.000 đồng một bộ. Rồi tình yêu lấy khủng long lên mã khủng long kèm ký này bộ số hàng Quảng Châu giùm em. Rồi lên cho em mã khủng long nha. Quần hình con khủng long mấy chị. Ô tô em hết 24 ký chị Thanh Liêm ơi, đợi xíu lên mẫu khác nha chị. Rồi từ 8 cho đến 15 ký mấy chị. Mẫu này chị có size từ 8 đến 15 ký thôi. Giá sẽ là 59.000 đồng lên trên mã khủng long. Rồi em qua mẫu tiếp theo cho mấy chị. Có vịt đây nó màu của nó gọi là màu vàng chanh mấy chị. Nó hẳn là xanh bơ mà nó cũng hẳn là màu vàng. Mà nó màu vàng chanh mấy chị ơi, bản màu cực kỳ mới luôn. Comment cho em đó là gì, comment cho em mã vịt đi hả. Lên cho em mã vịt kèm ký kèm số điện thoại giùm em chút đơn với chị bộ vịt nè. Màu rất là đẹp với chị, màu này có hai size nhí và đại. Từ 11 đến 21 ký giá sẽ là 89.000 đồng. 22 cho đến 34 ký thì giá sẽ là 99.000 đồng một bộ với chị. Rồi lên đơn nhanh tay cho em mã đó là vịt kèm ký kèm số điện thoại giùm em để lên chút đơn. Em thấy chị Thanh Liêm nhưng mà em hết size á, chị đặt mẫu khác giúp em nha. Sai rồi, mẫu này thì nó không màu vàng mà nó cũng màu xanh bơ, nó là màu vàng chanh bản màu mới chị ơi. Màu này mặc vô trắng da cực kỳ luôn nè. Đấy, rất là đẹp nha mọi người nha. Rồi lên đơn em tay chị mã đó là vịt kèm ký và kèm số điện thoại giúp em để em chốt đơn cho chị bộ vịt mấy chị. Rồi tình yêu lấy lên đơn cho em mã vịt kèm ký nhé. Vịt 21 ký chị Thủy Tiên. Rồi chị nào biết trai thì lên mã khủng long có chị bảo. Rồi lên chị mã khủng long giùm em. Rồi chị lấy khủng long thì lên mã khủng long kèm ký và kèm số điện thoại giùm em chốt đơn cho mình. Khủng long là hình của biết trai. Khủng long 15 ký chị Trần Nghe. Rồi ok chị Trần Nghe này. Rồi chị lấy khủng long lên mã khủng long kèm ký bé và số điện thoại giùm em. Rồi bỏ hình khủng long cho chị luôn. Rồi đây là hình con mèo dành cho bé 11 ký trở lên. 17 ký chị Châu Ngân. Rồi bộ đây là hình con mèo mấy chị, comment mã mèo kèm ký giùm 19 em 19 ký chị Ngọc Nguyễn. Rồi ok chị nè.
Rồi con mèo bảo sau lưng em luôn. Thịt 15 ký chị Trần An. Rồi ok. Ui cái màu đây lại là cái màu này mấy chị ơi, dễ thôi. Thịt 15 ký chị Trà Lạc Trôi. Rồi ok, chị Trà Lạc Trôi nè. Thịt 20 ký chị Dung Phạm. Rồi ok, cảm ơn chị Dung Phạm nè. Rồi chị nào lấy vịt lên mã vịt kiềm ký nha. Lên thịt 11 ký chị Phương Thảo. Lên cho anh chị bộ thiết kế của bé gái nè. Rồi lên cho mấy chị bộ thiết kế của bé gái nè mấy chị ơi. 14 ký chị Ngọc Hân. Rồi ok, chị Ngọc Hân quần của nó nè. Thiết kế nè mấy chị. Rồi lên chiếc mã TK1. Comment chiếc mã TK1 kèm ký và kèm số điện thoại giùm em chút đôi. Em có 2-3 bộ gì lẫy size nè. Rồi size tầm coi cho chị size số mấy gì nha. Số 7 đúng không? Số 7. Rồi 17 ký đổ lại mang vừa mấy chị lên chiếc mã TK1 kèm ký. Bộ đồ thiết kế dành cho biết cái quần của nó mấy chị ơi. Xinh cực kỳ luôn nha. Đây quần dạng như quần dạ váy nha. Sau luôn có lưng thun giùm mấy chị. 29 ký chị Thoa Kim. Rồi 89.000 đồng bộ mấy chị lên chiếc mã là TK1 kèm ký. Em có size là 89 ký nè. Rồi 89 ký với mấy thôi em. Rồi 15 cho đến 17 ký bộ em cầm tay máy ha. Số 2. Rồi bộ này em có size là từ 8 ký cho đến 17 ký mang vừa lên trên mã TK1 kèm ký. Comment trên mã TK1 kèm ký bé và số điện thoại giùm em chút đôi mấy chị. Rồi TK1 nha. Vịt 18-25 chị Minh Hiếu. Bộ này là mã vịt. Vịt 20 ký chị Dung Phạm có rồi. Rồi bộ này là mã vịt mấy chị comment mã vịt kèm ký. Từ 8 cho đến 10 khoảng 17 ký mang vừa. Đủ sai không có đủ 14 có sai TK1 14 chị Hải Chiều. Rồi, ok chị Hải Chiều nè có luôn TK1 15 chị Lê Linh. Rồi, ok giờ Lê Linh hết 13 bây giờ còn 16 17 với lại là từ 8 cho đến 11 ký TK1 9 chị Phương Thảo. Rồi còn 10 11 với lại là 16 17 ký em còn 10 11 và 16 17 ký mấy chị em còn là 10 11 và 16 17 ký giùm em giá là 89.000 đồng bộ đồ thiết kế giùm em lên chi mà TK1 kèm ký em còn sai là 10 11 ký và sai là 17 16 17 ký đó chị em còn 2 bộ thôi. Rồi lên chi mà TK1 kèm ký nhé. Vịt 34 ký chị Xuân Rồng. Rồi ok rồi chị nào lấy vịt thì lên mã vịt kèm ký giùm em. Có sai là từ 11 đến 21 ký là giá 89.000. 22 cho đến 34 ký là giá 99.000 mấy chị. Một bộ con vịt màu cực kỳ đẹp luôn. Rồi lên cho em mã vịt kèm ký nhé. Rồi lên cho mấy chị một hình của bé trai hình dễ thương quá luôn. Rồi mẫu này lên cho em mã là A4 nha mọi người. Ui cái màu đẹp quá mọi người ơi. Lên cho em mã A4 kèm ký nha. Rồi lên nhanh cho em mã là A4 kèm ký kèm số điện thoại giùm em nha mọi người. A4 giùm em mọi người ơi, comment mã A4 giùm em nha. Con có xin đại không? Rồi mấy chị lên đơn nhanh tay cho em mẫu này là mã A4 mấy chị. Hình dễ thương chưa rồi. Ở khoảng hồng A4 chị Xuân Rồng. Rồi ok chị đi. Có đài không anh? Rồi từ 8 cho đến 15 ký 59.000. 16 cho đến 20 ký là giá 69.000. Và xa đại từ 21 cho đến 30 ký là giá 79.000 mấy chị. Comment cho em mẫu này hồng sau lưng không có xa 26 ký mấy chị. Rồi lên đơn cho em mẫu này là A4 giùm em. A4 11 và 14 chị Minh Thư. Rồi comment cho em A4 kèm ký số thoại giùm em chút đôi chị bộ mã A4 này màu cực đẹp luôn. Rồi lên đơn nhanh tay cho em mã A4 kèm ký nha. Rồi A4 kèm ký bé giùm em có bộ mèo. A48 ký chị Lê Quy. Rồi ok xong xong cho em hình này đi. A45 ký chị Thảo Nguyễn. Rồi ok chị Thảo Nguyễn này A4 giùm em mấy chị. A424 chị Nguyễn Thị Thanh Liêm. Rồi ok chị Thanh Liêm nè. Lấy xe đại anh rút phớt xe đại ra xe đại ít á. Rồi lên đơn chi mã A4 nha. A4 kèm ký nha. A43 ký chị Thùy Linh Thảo. Rồi ok cảm ơn chị nè. A48 chị Vũ Dung. Kim Vũ sang 65 em. Rồi nhanh tay giùm em mã A4 kèm ký. A45 ký chị Trần An. Rồi ok chị Trần An nè. Rồi em xong xong cho mấy chị thêm một hình của bé gái. A423 chị Hồ Ngọc Thảo Quyên. Ui cái hình con này dễ thương. A426 chị Trần Thị Trúc Hương. Con dễ thương quá chị ơi, comment trên mã cây dù. A430 ký chị Sa La. Rồi lên trên mã cây dù giùm em là của bé gái. Mà chị nào lấy A4 là của bé trai. A4 hình của bé trai mà chị nào lấy cây dù là của bé gái nha. Rồi cây dù giùm em mã này, mã cây dù. Ui cây dù dễ thương quá mọi người. Cây dù dễ thương chưa, cây dù là của bé gái nha. A424 ký chị Thi Lê. Rồi cây dù là của bé gái và A4 là của bé trai. Chị nào bé trai thì lấy mã A4 đi. A48 chị Vũ Dung có đơn. Chị nào bé gái thì lấy mã cây dù giúp em. Cây dù giùm em mấy chị. Cây dù này có size như thế nào nè. Rồi từ 8 cho đến 15 ký là giá 59.000. 16 cho đến 20 ký là giá 69.000 mấy chị mã cây dù. Rồi lấy cây dù lên đơn chi mã cây dù kiềm ký nha. Cây dù chính ký chị Trần Kim Yến. Rồi ok Trần Kim Yến đó. Rồi lên chia mã cây dù kèm ký nhưng cây dù không có 21 ký chị ơi, 20 ký đổ lại thôi, size 80 thôi. Mẫu này chị có size từ 55 cho đến size 80 thôi chị, không có size 85 nha. Dạ ok chị Thảo Nguyên. Có
sự nếu mà bé 21kg thì mặc sao 80 nó vẫn vừa, nhưng mà nhà em thì trước giờ bán tới 20kg nên thôi em bán như vậy cho nó thống nhất luôn. Chứ còn mà như những nhà khác họ bán sao 80 là tính 23kg luôn mới chị, nhưng mà nhà em chỉ bán tới 20kg trừ hao giống chị tí á. Cái dù tám chị Trần Thị Trúc Hương. Rồi ok nè, sao 80 á mấy chị. Rồi lên đơn cho em mẫu này là cây dù kèm ký và số thoại. Cây dù 12 và 20 chị Thảo Nguyễn. Rồi ok, rồi chị nào biết chai thì lên cho em mã là A4. Cây dù 17kg chị An Lê. Rồi biết chai thì lên cho em mã là A4. Cây dù 19kg chị Thúy Thúy. Rồi ok chị Thúy Thúy đi. Rồi lên cho em mẫu này biết chai là mã A4 mấy chị, thầm em mã A4 thầm em. Rồi A4 kèm ký bí và số thoại em chút đơn nha mấy chị, lưu ý là kèm ký bí giùm em nha. Cây dù 60 chị Vi Lê. Rồi ok cảm ơn chị Vi Lê. Rồi bộ này là mã A4 em. A4 em hết 23kg rồi chị. Sao đại được này em hơi ít hết thành. Cây dù 11kg chị My Nguyễn. Rồi ok, tại đợt trước em bán bị tồn xe đại nhiều quá nên là đợt này em lấy ít xe đại lại mấy chị. Đó thôi để đợt sau em về thêm xe đại cho nha. Rồi A4 giùm em, tình yêu lấy A4 là mã A4. Mấy chị nào lấy cây dù thì lên kia mã cây dù kèm ký. Kèm ký cho em nha các chị ơi. Rồi cây dù kèm ký bí giùm em, không có ký bên em không lấy đơn được mấy chị, do em không nhớ mấy chị bao nhiêu ký á. Rồi em quay cho mấy chị mẫu tiếp theo đi em ơi, cho chị bộ con vịt này đi. Con đó đi em. À thôi cho chị cái bộ ngố đi. Rồi em lên cho chị một mẫu bộ ngố dành cho bé gái nhé. Rồi em lên cho chị một mẫu bộ ngố dành cho bé gái nè mấy chị. Rồi có chị. Rồi mấy chị comment cho em bạn ngố vàng. Lên cho em bạn ngố vàng kèm ký số điện thoại giùm em chút đôi mấy chị bộ ngố dành cho bé gái nha. Rồi để em coi size thử còn size như thế nào nè. Rồi comment nhanh tay cho em mã là ngố vàng kèm ký số điện thoại trải size em ơi. Rồi lên đơn cho em bộ này là ngố vàng kèm ký số điện thoại giùm em chút đôi mấy chị bộ ngố vàng nha. Rồi chị đang cầm cho chị xem. Rồi ngố vàng này chị đang cầm size số 3 em à, nhỏ nhất rồi ta. Cây dù 10kg chị Diễm Phương. Rồi bộ này có size là từ 12kg cho đến 21kg với chị, giá sẽ là 89.000 đồng. Và từ 22 cho đến 34kg là giá 99.000, còn vài bộ lẻ size. Rồi mình lên cho em mã bộ là ngố vàng kèm ký số thoại em chút đôi chị bộ ngố dành cho bé gái nhé. Rồi bộ ngố dành cho bé gái giùm em mọi người ơi, comment cho em mã đó là ngố vàng kèm ký số thoại giùm em. Có size là từ 12kg cho đến là 21kg, giá là 89.000 đồng. Và từ 22 cho đến 34kg là giá 99.000. À xe đại còn bộ cuối cùng hả? À mẫu này em chỉ còn size nhí thôi mấy chị, là từ 12 đến 21kg là giá 89. Và xe đại còn một bộ là từ 26 khoảng từ 25 cho đến 27kg thôi mấy chị. Xe đại chỉ còn size từ 25 đến 27kg thôi, giá là 99.000. Rồi mình lên cho em mạng ngố vàng kèm ký bé nha mọi người, không có ký nên không lên đơn nha. Rồi ngố vàng kèm ký bé giùm em, nhân viên mới chút đơn chị không có ký không lên đơn được nha. Rồi không có ký bé nên em không lên đơn được mọi người ơi. Rồi comment nhanh tay cho em mạng là ngố vàng kèm ký giùm em. Rồi cho em một cái đầm nha. Rồi comment cho em mạng ngố vàng kèm ký bé giùm em mọi người. Rồi ngố vàng kèm ký nha, không có ký không lên đơn được. Ngố vàng 15kg chị Thông Thủy. Rồi ok chị Thông Thủy. Ngố vàng 20kg chị My Lùng. Rồi ok nè. Rồi nhanh tay giùm em mạng ngố vàng kèm ký bí và số điện thoại giùm em. Rồi ngố vàng 21kg chị Dung Phạm. Rồi ok cảm ơn chị Dung Phạm nè. Rồi chị nào lấy ngố nữa lên mạng ngố kèm ký giùm em nha. Rồi em qua mẫu tiếp theo. Rồi ngố vàng kèm ký giùm em. Rồi cho em cái đầm đi. Rồi trong thời gian chờ đợi chắc là em lên cái bộ cái chai ít đi hả. Rồi chờ đợi em một xíu, sau đó là em sẽ lên cho mấy chị cái đầm. Trong thời gian chờ đợi là em lên cho mấy chị mẫu có số lượng ít trước nha. Đợi nhân viên chi hàng cái nha. Ngố vàng em còn 20kg đổ lại nha các chị. Rồi ngố vàng còn xa 20kg đổ lại thôi. Rồi em quay cho mấy chị cái bộ này. Lên cho mấy chị cái bộ này mấy chị. Ui bộ này dễ thương quá. Bộ này ngố vàng 15kg chị Trần Thảo Vy. Rồi bộ này của bé gái mọi người ơi, comment cho mã cầu vòng. Cầu vòng dành cho bé gái đi. Rồi bộ xuất hàng giùm em, cầu vòng dành cho bé gái size từ 8 cho đến 15kg, 59.000 đồng bộ, comment cho mã cầu vòng. Rồi lên cho em mã cầu vòng kèm ký nhé. Là bộ sau lưng em đợi xíu lên lại cho em, đang quên mất bị lộn mã với chị. Rồi cái này lên cho em mã cầu vòng giùm em với chị. Rồi cầu vòng màu vàng nè, size từ 8 cho đến 15kg, 59.000. 8 cho đến 15kg với chị, 59.000 giùm em, lên cho em mã cầu vòng kèm ký. Rồi comment nhanh tay cho em mã là cầu vòng kèm ký bé, số thoại em chút đơn nha. Rồi cầu vòng cho em cái đầm luôn. Cầu vòng size 60 chị Vi Lê. Rồi ok chị Vi Lê nè. Em với chị hình con mèo này dễ thương lắm nha. Rồi lên đơn cho em mã là cầu vòng kèm ký bí, số điện thoại giùm em chút đơn với chị từ 8 cho đến 15kg, 59.000 bộ. Rồi 8 cho đến 15kg giùm em, 59.000 một bộ nha. Lên đơn cho em mã cầu vòng kèm ký giùm em. Rồi quay cho em chị cái đầm hoa, comment cho mã đầm hoa. Đầm hoa này có size như thế nào em ơi?
Rồi 11 cho đến 16 kg mang vừa giùm em. Từ 11 đến 16 kg chị đầm hoa siêu xịn cho em luôn nè. Rồi giá sẽ là 89 000 đồng cái nhá, lên cho em mã đầm hoa kiềm kỳ bí. Rồi lên đơn cho em mã là đầm hoa kiềm kỳ bí cho mấy em để lên chốt đơn giá là 89 000. Đây nha, hoa của nó nè. Đấy, hoa đẹp chưa? Rồi 89 000 đồng cả chị, lên cho em mã là đầm hoa kiềm kỳ bí. Rồi 11 kg cho đến là 16 kg mang vừa. Từ 11 đến 16 kg ok rồi, cho chị bột khủng long em. Còn vòng 15 kg chị Trà là trôi. Rồi ok, chị Trà là trôi nè. Còn vòng 15 kg chị Trần An. Rồi ok nè, mạng nó bị chạy hơi chậm hay sao đó chị. Rồi lên cho em bộ này là comment cho em mã đầm hoa. Từ 11 cho đến 16 kg mang vừa giùm em, giá sẽ là 89 000 đồng, lên cho em mã đầm hoa giúp em. Đầm hoa 12 kg chị Giang Trịnh. Rồi ok chị Giang Trịnh nè. Rồi chị đã lấy lên đâu cho em mã đầm hoa kiềm cưới nhé. Rồi đầm hoa kiềm cưới giùm em, nhanh tay giùm em. Rồi cho em bộ đám lai song song mà. Nhanh cái tay lên. Lên cho em mã đầm hoa kiềm cưới giùm em nha. Chị lấy đầm hoa lên mã đầm hoa giúp em. Rồi lên song song cho mấy chị là bộ khủng long dành cho bé trai. Rồi em lên song song cho mấy chị là bộ khủng long dành cho bé trai. Mấy chị lên cho em bộ này là khủng long giùm em nha. Đầm hoa 15 với chị Trần An. Rồi ok, cảm ơn chị Trần An này. Đẹp chưa mọi người ơi. Em lên song song cho mấy chị cái bộ khủng long là dành cho bé trai. Rồi chị lấy khủng long thì lên cho em mã khủng long kiềm cưới giùm em nha. Rồi khủng long kiềm cưới kiềm xuống thoại giùm em đi chút đơn. Đầm hoa 16 cưới chị Kỳ Thái Khác. Dạ lâu lâu em lên ban đêm với chị Phạm Diễm ơi. Lâu lắm rồi mới thấy chị, lâu lâu em lên thêm ban đêm nha chị nha. Cho bên em có nhân viên á. Thì hôm nay thì nhân viên nó ở lại live, thành ra là lâu lâu em live thêm nha. Sắp tới thì nói chung là một tháng em live chắc tầm 2-3 ngày gì đó quá chị. Một tháng sẽ live cho chị tầm 2-3-4 ngày gì đó. Ban đêm thêm cho những chị nào đi làm không có thời gian xem live á, thì ban đêm em live thêm cho chị mua nha. Rồi chị lấy khủng long thì lên mã khủng long kiềm ký. Vô xem live mà sợ lộn không à. Rồi lên đơn cho em mã khủng long giùm em mấy chị. Rồi từ 8 cho đến 15 kg là 59 ngàn các xe đại. Khủng long 14 kg chị Hà Thùng. Rồi khủng long 9 chị Ngon Đào. Rồi khủng long 12 chị Đoàn Kim On. Rồi ok cảm ơn chị nè. Khủng long 30 chị Vinh An Trương. Rồi ok nè. Khủng long 24 chị Nguyễn Thị Thanh Liêm. Rồi ok. Khủng long 17 chị Hoa Hồng Hoa. Rồi bé gái thì mình lên cho mã đầm hoa nha. Bé gái thì mình lên mã đầm hoa này hàng thiết kế nha mọi người nha. Các chị nhìn cái hoa giùm em hàng xịn lắm, các chị nhận hàng bao. Khủng long 15 kg chị Trần An. Rồi ok chị Trần An. Khủng long 20 kg chị Thảo Nguyễn. Rồi ok chị Thảo Nguyễn đi. Rồi khủng long giùm em mấy chị, lên mã khủng long kèm cưới. Và chị nào bé gái thì mình muốn lấy đồ bộ thì lên cho em mã bộ cầu vòng. Cầu vòng này dành cho bé gái này, từ 8 cho đến 15 kg 59 nha. Cầu vòng bé gái nha, hình con mèo con gì đây mấy chị. Khủng long 24 chị Phương Thảo Phan. Rồi cầu vòng này là dành cho bé gái mấy chị, lên khủng long 13 kg chị Khánh Uyên. Cầu vòng chỉ có size từ 8 đến 15 kg thôi mấy chị, lên mã cầu vòng là dành cho bé gái nha. Rồi khủng long dành cho bé trai, và chị nào lấy đầm hoa thì lên mã đầm hoa 89 ngàn, size từ 11 đến 16 kg là mã đầm hoa 89 ngàn đồng cả, lên cho mã đầm hoa giúp em. Rồi lên cho mã đầm hoa giúp em nha. Rồi đầm hoa là 89 ngàn, 11 đến 16 kg mấy chị. Rồi bộ cầu vòng là có size từ 8 cho đến 15 kg giùm em, giá 59 ngàn bộ. Rồi 8 cho đến 15 kg 59 ngàn đồng. Và bộ này bộ khủng long mấy chị, lên cho em mã khủng long. Khủng long em còn size từ 8 kg cho đến 20 kg thôi nha. Rồi lên cho em mã khủng long, em chỉ còn size từ 8 cho đến 15 kg 59 ngàn, và 16 cho đến 20 kg là giá 69 lên mã khủng long. Rồi lên cho em mã khủng long là của bé trai giúp em. Rồi em qua mẫu tiếp theo nha. Rồi chấm chấm bài chia sẻ bài viết giùm em để bắt đầu lên cho mình mẫu tiếp theo nha mọi người ơi. Dế sao vậy anh? Ô cô mấy chị. Rồi em chỉ còn size là từ. Thấy lên anh dùng ngửi ngửi ngửi. Rồi. Khủng long 19 kg chị Vy Huyền. Rồi ok chị Vy Huyền nè. Rồi chị nào lấy cái này lên cho mã hình ô tô mấy chị. Ô tô này bên em có size là từ 8 cho đến 15 kg giùm em. Rồi từ 8 cho đến 15 kg giùm em nha, là giá 59 000 đồng và size từ 16 cho đến. Rồi size tầm 17 18 kg là giá 69 000. Lên chi mã ô tô mấy chị. Rồi mình lên đơn chi mã là ô tô kiềm ký nha. Khủng long 20 kg chị Lê Linh. Rồi ok vậy Lê Linh nhanh cái tay lên anh ơi. Rồi ô tô 14 kg chị Hà Phùng. Rồi ok cảm ơn chị Hà Phùng này, cảm ơn mọi người rất là nhiều nè. Rồi lên đơn chi cái này là mã ô tô mấy chị. Ô tô kèm ký kèm số điện thoại giùm em chút đơn nha. Ô tô 15 kg chị Đăng Diễm. Thoát sau lưng là vải gió nha, vải dù nha chị. Ô tô 17 kg chị Angela Ngờ. Rồi dù xịn hàng Quảng Châu giúp em á chị. Ô tô 10 kg chị Duyên Nguyễn. Rồi ok chị Duyên Nguyễn. Ô tô 14 chị Đoàn Kim Oanh. Rồi ok cảm ơn chị. Ô tô 15 chị Châu Phu. Rồi ok nè, lên chi mã ô tô giúp em mọi người ơi. Em chỉ còn size từ 8 cho đến 15 kg ô tô 59 000 đồng một bộ á chị.
quá rẻ luôn, giúp em lên đơn nhanh tay chi mã là ô tô kèm ký kèm số điện thoại giùm em lên đơn cho mình ô tô nha. 59.000 lên đơn nhanh tay giúp em, đó là mã ô tô kèm ký số điện thoại giùm em lên đơn cho chị bộ ô tô. Em chỉ còn size từ 8 cho đến 15 ký. Và chị nào mới vô sau chưa lấy hình con khủng long thì mình có thể lên cho em mã hình con khủng long đó chị. Ô tô rồi. Em còn size từ 8 cho đến 15 thôi ạ. À. Rồi, mới vô mình chưa chốt đơn hình con khủng long thì mình có thể lên cho em là hình con khủng long kèm ký số điện thoại giùm em lên đơn cho chị hình con khủng long nha. Khủng long rất là đẹp luôn mọi người ơi. Đây khủng long cực kỳ đẹp luôn, rồi lên đơn cho em mã là khủng long kèm ký nhé. Khủng long này em còn size như thế nào nè? Từ 8 cho đến 15 ký 59.000 và 16 cho đến 20 ký là giá 69, lên cho em mã là khủng long hộ em nha. Ô tô cam 15 ký chị Nguyễn Phương. Bộ xuất hàng hàng Quảng Châu giùm em nha mọi người, lên cho em mã là khủng long. Rồi mình lên đơn cho em mã khủng long kia bé xuống thoại giùm em lên đơn cho chị con khủng long giùm em nha. Rồi em qua luôn mọi người. Rồi tình yêu lấy nữa lên đơn nhanh tay giúp em. Rồi ô tô này còn sao như thế nào em ơi? Rồi ô tô này em chỉ còn size là từ 8 cho đến 15 kg với chị 59.000. Ô tô này em còn size từ 8 cho đến 15 kg 59.000 đồng bộ lên chị mã ô tô. Rồi ô tô nha, rồi em quay mẫu với chị. Ô tô 12 kg chị Đoàn Kim Oanh. Ok Đoàn Kim Oanh đi. Rồi bộ này là lên cho em bộ cầu vòng. Comment cho em mã hồng mở gì đây. Bộ này mấy chị lên cho em lại là bộ đủ màu đi. Lên cho em mã bộ đủ màu lại đi mọi người, còn size như thế nào em ơi. Rồi đủ màu này em có size là từ 12 cho đến 21 kg giùm em. Giá sẽ là 89.000 đồng một bộ. Rồi. Rồi size từ 31 đến 34 kg là giá 99.000 đồng, từ 35 đến 45 kg là giá 130. Mấy chị lên cho em mã bộ đủ màu đi mọi người. Khủng long 14 kg chị Ngọc chị. Ok này, lên cho em mã bộ đủ màu. Rồi đủ màu kìm ký giùm em nha. Đủ màu này em chỉ còn vài bộ thôi, tình yêu lấy lên đơn cho em mã bộ đủ màu. Rồi bộ này là bộ vịt mấy chị. Đủ màu 16 ký chị Dung Phạm. Vịt này thì bên em có size là dành cho bé là từ 11 cho đến 21 ký giùm em. Giá sẽ là 89.000 đồng bộ. Chị nào lấy vịt thì lên vịt. Và chị lấy đủ màu thì lên mã bộ đủ màu. Ai lấy vịt thì lên vịt, ai lấy đủ màu. Ô tô 15 ký chị Trần Nga. Rồi ok, chị Trần Nga đi. Rồi lên đơn chi mã đủ màu hoặc là mã vịt giúp em nha. Đủ màu 15 ký chị Trà Lạc Trôi. Rồi đủ màu hoặc là bộ vịt giúp em nha. Rồi cho chị bộ ngố vàng luôn em ơi. Đó mình cứ lấy đủ màu về mang với chị. Rồi đây đủ màu nè. Rồi bộ con vịt nè. Rồi bộ này bộ ngố vàng, chị nào lấy cái nào lên đơn cho em cái đó nhé. Ngố vàng thì em còn size từ 13 cho đến 21 ký mang vừa giúp em, giá là 89.000 đồng bộ. Rồi mình lên cho em bộ này bộ ngố màu vàng. Rồi tình yêu lấy ngố vàng thì lên cho em mã ngố vàng kèm ký nhé. Đây ngố vàng giùm em với chị. Comment cho em mã ngố vàng kèm ký bí số thoại giùm em chút đó chị bộ ngố màu vàng. Đủ màu 17 ký chị Thông Kiều. Rồi ok cảm ơn chị nè. Rồi lên cho em bộ này là ngố vàng mấy chị ơi. Ngố vàng có size từ 13 đến 21 ký là giá 89.000 đồng bộ. Comment cho em mã bộ là ngố vàng kèm ký nhé. Rồi ngố vàng kèm ký bí số thoại giùm em chút đơn. Ngố vàng kèm ký bí số điện thoại nhanh tay giùm em chút đơn mình bộ ngố màu vàng nha. 12 còn. Rồi ok nè. Đủ màu 12 21 kỳ Thảo Nguyễn. Rồi ok đủ màu 12 21 ký nè, tháo mẫu luôn nè. Rồi nhanh tay giùm em nha. Rồi nhanh tay giùm em bộ đủ màu. Đủ màu 20 ký chị My Lùng. Rồi ok cảm ơn chị My Lùng nè. Rồi chị nào lấy nè, 12 nè. Rồi bộ này bộ ngố vàng mấy chị. Rồi bộ này bộ ngố vàng vịt luôn em ơi. 11 đến 21 kg. Vịt 14 kg chị Kim Vy. Rồi ok bộ này ngố vàng mà chị nào lấy vịt thì lên cho em mã vịt giùm em nè. Đấy. Vịt rất là đẹp luôn. Rồi lên đơn cho em mã vịt kèm ký nhá. Rồi chị nào lấy nữa lên đơn em qua mẫu nha. Rồi chị nào lấy nữa lên đơn nhanh tay giúp em qua mẫu tiếp theo đó chị. Rồi lên cho chị một bộ vịt chai đi thôi. Rồi con màu xanh nè. Comment cho em mã rêu đi mấy chị. Em có size như nào nè. Rồi lên cho mấy chị một bộ khủng long màu rêu giùm em nha. Có đủ màu chị Thông Kiều có đơn. Em có mối size lại đợi xíu lên cho mối size lại nhà em nhiều mẫu lắm chị. Rồi lên cho em mẫu này là comment cho em mã rêu. Đủ. Rồi rêu có size từ 8 cho đến 15 kg 59.000. 16 cho đến 20 kg là giá 69, lên size lại từ 21 cho đến 30 kg là giá 79.000. Chị lên cho em mã rêu kèm ký nhé. Rồi rêu kèm ký và số điện thoại giùm em để anh em lên đơn cho chị bộ màu rêu. Vịt 14 ký chị Ngọc Liên. Rồi ok cảm ơn chị Ngọc Liên này, màu rêu giùm em mấy chị lên đơn cho mã rêu kèm ký. Rồi rêu kèm ký và cố gắng là mấy chị lựa từ hai sản phẩm trở lên giúp em ngày mai có nhiều điểm khúc đơn cho mình nha. Rồi lên cho mã rêu. Rồi 22 ký bên em hết rồi. Đủ màu 14 ký chị Vũ Dung. Em chỉ còn 21 thôi chứ không còn 22 nha. Rồi bộ màu rêu giùm em. Comment cho mã rêu cái bé nha.
Vâng, 20 phải phải. Rồi lên cho em bạn rêu nha. 20 đủ màu sao thứ 9 nè. 18 và 24 chị Nguyễn Ngọc Hiếu. Rồi ok chị Nguyễn Ngọc Hiếu nè. Rồi, đủ màu 20 cưới chị Dung Phạm. Rồi ok cảm ơn chị Dung Phạm nè. Rồi lên cho em bạn rêu nha. Rêu, rêu, lấy nhanh cái sai. Rêu 30 cưới chị Vinh An Trương. Rồi ok chị Vinh An Trương nè. Còn đại không? Còn đại không anh em? Không đi đại à. Rêu 14 cưới chị Hà Phùng. Rồi ok chị Hà Phùng nè. Rồi rêu kèm cưới. Rêu 24 chị Nguyễn Thị Thanh Liên. Dạ đúng rồi, đồ bộ xuất hàng nha chị. Rêu 20 cưới chị Thảo Nguyễn. Rồi đồ bộ xuất hàng giúp em á chị. Đại siêu đẹp luôn. Rêu 14 cưới chị Duyên Nguyễn. Rồi ok cảm ơn chị Duyên Nguyễn nè. Rút nhanh cho còn sao. Rêu 24 cưới chị Thanh Thảo. Em xíu xài 65 rút nhanh đây còn không? Em tay lên. Đại hết. Rồi lên đơn chi em bạn rêu giùm em á chị. Rồi rêu 12 cưới chị Thùy Linh Nguyễn. Rồi ok chị Thùy Linh Nguyễn nè. Rêu 15 cưới chị Julia Hà Anh. Rồi ok nè. Rồi lên đơn nhanh tay giúp em bắt đầu quay cho chị Ngọc Hình tiếp theo. Tiếp theo cũng gái nữa. Rêu 17 cưới chị Trần Anh Anh. Rồi ok. Rêu 10 chị Hiếu Nguyễn. Rồi ok chị Hiếu Nguyễn nè. Rêu 12 chị Thùy Linh Nguyễn có. Rồi ok. Rồi lên cho mấy chị mẫu tiếp theo đó là cái hình này là em nghĩ là trai gái đều nào ok hình con chuột Mickey với chị. Đó lên song song hai hình chị nào lấy hình nào lấy nha. Rồi em lên song song hai hình mấy chị chuột giùm em mấy chị comment mã chuột kèm ký nhé. Rồi comment cho mã chuột kèm ký số phòng em chút đôi mấy chị hình chuột Mickey nè. Đấy chuột Mickey và chị nào lấy rêu thì comment mã rêu. Rêu hiện tại em chị con size nhí và size trung là từ 8 cho đến 15 ký 59 ngàn. 16 cho đến 20 ký là giá 69 ngàn nha mấy chị lên cho em mã rêu. Rêu 8 ký chị Phương Thảo Khoan. Rêu giùm em và chị nào lấy chuột thì lên mã chuột kèm ký bí giùm em. Chuột giúp em nha mọi người ơi, hình chuột Mickey này trai gái đều ok này, rất là dễ thương luôn. Rồi chuột Mickey nè mọi người. Rồi lên cho em mã chuột kèm ký nó sai nhí với sai chung thôi hả. Rồi từ 23 chị Thùy Linh Nguyễn có đơn rồi ạ. 8 cho đến 15 ký 59 ngàn, 16 cho đến 20 ký là giá 69 ngàn. Mấy chị là hình con chuột Mickey và chị nào lấy rêu thì comment mã rêu kèm ký. Chuột 14 ký chị Hà Phùng. Rồi em lên song song hai hình chị nào mua hình nào chút đơn với em. Chuột 12 ký chị Đoàn Kim On. Ok cảm ơn chị nè. Rêu 12 ký chị Đoàn Kim On. Rồi ok nè. Chuột 16 ký chị Dung Phạm. Rồi ok chị Dung Phạm nè. Chuột Mickey 14 chị Duyên Nguyễn. Rồi ok cảm ơn chị Duyên Nguyễn. Rồi mấy chị còn mua bao nhiêu ký chị cứ comment lên nhân viên lấy size cho mình nha mọi người ơi. Còn mua bao nhiêu ký cứ comment lên giúp em rồi lên cho em mã là chuột giùm em kèm ký bé số thoại giùm em chút đô mà chị nào lấy rêu lên mã rêu kèm ký nhé. Rêu kèm ký giùm em mọi người. Rồi size từ 8 cho đến 15 ký là 59 ngàn, 16 đến 20 ký là giá 69 ngàn, size là 21 đến 30 ký là giá 79 ngàn mấy chị. Rồi ok, cái gì nào lấy nữa lên đơn nhanh tay giùm em để em qua mẫu nha, Mickey giùm em mọi người ơi. Rồi lên đơn cho em mã Mickey và chị nào lấy rêu, hình con khủng long thì xăm em mã rêu. Rồi em qua mẫu nha. Rồi, cho em lại bộ ô tô. Nhanh tay lên, ô tô cũng cũng đó, sao mà. Rồi lên cho em bộ ô tô mấy chị. Chụp Mickey 14 chị Ngọc chị. Rồi ok chị nè. Rồi bộ này ô tô nha, chị lấy ô tô lên mã ô tô kèm ký giùm em. Đây chị lấy ô tô lên mã ô tô kèm ký giùm em nha. Chụp Mickey chị Hoa Anh. Rồi ok chị Hoa Anh nè. Chụp Mickey chị Dung Phạm. Rồi ok cảm ơn chị Dung Phạm nè. Chụp Mickey chị Vi Lê. Rồi chị lấy ô tô lên mã ô tô kèm ký số thoại giùm em chút đơn mình bộ ô tô mấy chị ơi. Ô tô kèm ký bí giùm em nha. Rồi ô tô giùm em. Rồi tiếp tục cho anh chị cái này xe đại nè. Cái máy bộ này đưa em xe 85 đi. Rồi lên cho em bộ này là mã ô tô. Ô tô 14 chị Hà Phùng. Rồi ok chị Hà Phùng nè. Lên cho em mã ô tô giùm em mấy chị. Khủng long rêu 19 chị Hoàng Lan Trần. Rồi ok cảm ơn chị Hoàng Lan Trần nè. Thả thao em chị còn lỉ sai không còn nhiều mấy chị ơi. Mấy chị muốn lấy màu nào. Lên đây mấy chị ơi thả thao nè. Sao thì đa số bây giờ chị còn lỉ sai vì mẫu này em đã like một em like có một ngày duy nhất. Ô tô 15 ký chị Như Huỳnh. Còn mấy bộ này để em lên cho chị nào vừa mình mua nhiều người nha vì bên em đã hết hàng rồi. Cảm ơn chị mã ô tô kèm ký. Rồi ô tô kèm ký bí số thoại giùm em lên đơn cho mình bộ ô tô mấy chị. Rồi ô tô giùm em nha. Rồi ô tô kèm ký giùm em mọi người ơi lên cho mã ô tô ký bí. Rồi em qua mẫu tiếp theo. Lên cho mấy chị thể thao màu biển nè, comment cho mã biển. Lên cho mã thể thao màu biển mấy chị thể thao em chỉ còn ít thôi mọi người. Còn có vài bộ à. Màu biển này em còn size số 1 nè. Số 1 nè. Dạ ô tô em hết 23 ký rồi chị ạ, đợi xíu mang mẫu khác nha chị. Rồi màu biển này em còn size là từ 10 ký. Rồi 10 ký nè cho đến là đếm coi đến bao nhiêu ký nha.
Rồi, màu biển này em còn size từ 10kg cho đến 18kg mang vừa giúp em là ô tô 19kg chị Hoàng Lan Trần. Giá sẽ là 89.000 đồng. Ô tô 16kg chị Vy Lê. Ô tô 18kg chị Vũ Dung. Rồi từ 37 cho đến 39kg là giá 99.000 đồng. Và từ 40kg này cho đến là 45kg là giá 120. Em còn 40 đến 4 đến 54kg với chị là giá 120.000. Comment cho mã biển giùm em với chị. Rồi biển này em có size là từ 10 cho đến 18kg. Biển là 10 cho đến 18kg giùm em thì giá sẽ là 89.000. Rồi 12kg chị Hoa Anh. 35 cho đến là 37 cho đến 39kg là giá 99.000 và từ ô tô 16kg chị Vy Lê. 40 cho đến 54kg với chị là giá sẽ là 120.000. Chỉ còn size 54kg đổ lại em có size 65. Rồi lưu ý là mình nghe báo số ký mình mua mới có hàng, còn chị comment ngoài là không có nhé. Rồi biển 12kg không có nè, biển chỉ có là 10, 11, 14, 13, 14kg nè. 13, 14 và 17, 18. Lẽ sai mấy chị. Rồi, mấy? 30. 30 hả? 30 không có. 10. Biển 17kg chị Hồng Hoa. Rồi ok, 17kg nè. Biển có 10, 11, 13, 14kg, 17, 18kg giùm em. 10, 37 cho đến 39kg và 40 cho đến 54kg giùm em nha. Tất cả các size còn lại bên em không có, chị không có là comment không có hàng đâu mấy chị, không có size. Rồi 15kg không có, biển này chị có size là 10, 11, 13, 14kg mấy chị, 17, 18kg, 37 cho đến là 54kg đổ lại mà ok. Rồi em qua mẫu nha, chị nào vừa chốt đơn không vừa bên em hết hàng, mẫu này đã like rồi, không còn hàng nữa nha mấy chị. 13kg ok, số 3 này. Biển 13kg chị Tâm Loan. Rồi ok, cảm ơn chị Tâm Loan nè. Biển 10kg chị Mẫm Miệng. Rồi ok, 10kg có nè. Rồi chị nào lấy lên đơn nhanh tay tim. Rồi em còn vài bộ mấy chị. 10, 11, 13, 14, 17, 18kg là giá 89.000 đồng. 37 cho đến 39kg là giá 99. Và 40 cho đến 54kg là giá 120. Rồi chị lấy lên đơn cho mã biển nha. Em qua mẫu tiếp theo mấy chị. Rồi tương tự cho mấy chị là màu xám. Comment cho mã xám giùm em. Thể thao màu xám nè mấy chị. Rồi xám kìm ký nhé. Rồi xám đi cho đi đi em có sai luôn. Rồi xám em cũng còn vài bộ mấy chị có comment lên nếu có cái gian gì em lấy hàng cho nha. Rồi chưa thuộc rồi Giang. Hôm nay mình chưa thuộc nữa rồi Giang. Rồi lên cho em cái này là comment cho mẹ xám 11 con. Biển không? À con vịt con. Rồi lên cho mẹ xám thôi thôi. Rồi lên cho em mã màu xám cho em mọi người ơi, comment cho em mã xám kèm ký nha. Rồi xám đợi em xíu, xám thì còn nhiều hơn một xíu. Biển 16 hả? Không có. Không có, không có 16, chỉ có 17, 18 thôi. 60 đè. 63 không có, 54kg đổ lại thôi. Biển này chỉ có 10, 11, 13, 14 đó chị, 17, 18kg, 37 cho đến 54kg giùm em nha. Tất cả các size còn lại bên em không có. Rồi qua màu xám nè. Xám còn size mấy này báo nhanh cho chị nè. Rồi xám thì em còn size từ 10 cho đến 23kg mấy chị. Xám 12kg chị Đoàn Kim On. Rồi xám còn vài bộ nha, mấy chị cứ lên bây giờ em lấy nha. Xám kèm ký 12kg là giá 89.000. 20, 18, 17. 20 có nè. Xám 20kg chị Hiêu Con. 18kg có nè. Còn luôn, 17 còn luôn nè. 68kg chị Ngọc Nguyễn Tô. Rồi ok nè, 23kg đổ lại xám có 23. 67kg chị Hồng Hoa. Xài lại còn mấy, xài mấy anh? Nhanh cái tay lên. Rồi 10 với 12 hả Giang? 10 đến 12. Rồi màu xám xe đại là có size là từ size số 10 là 54, từ 30 30 cho đến 39kg mấy chị. Mờ biển. Mờ. M màu biển có. Biển 54kg chị Ngọc Tím. Rồi ok nè, màu xám là có size đại là từ 30 đến 39kg là giá 99.000 đồng. Và từ 40 cho đến 54kg màu xám hả Giang? Rồi 40 đến 54kg là giá 120.000. Comment cho bạn xám kèm ký nhé. Xám kèm ký và kèm số điện thoại giùm em để anh em chốt đơn. Rồi chị lấy xám lên xám. Xám này 10 cho đến 23kg với chị là giá 89.000. 30 cho đến là 39kg là giá 99.000. Và từ 40 cho đến là 54kg là giá 120. Khi nào bán hết lô này em sẽ về mấy chị. Hiện tại em còn hàng nên em không có về. Đó, em cứ về nhiều quá nó lẻ ra em không có thời gian em bán. Nên là khi nào mấy chị mua hết cái hàng này thì mấy chị sẽ về cái lô khác. Còn khi xám 23kg chị Quỳnh Nhỏ. Nếu mà mấy chị không mua thì em cứ bán miếng thôi. Đến khi nào mấy chị mua hết cái lô này thì em mới về lô khác được. Chứ em về dập là nó lẻ ra, cứ mỗi mẫu như đây nó lẻ ra là em không có bán được mấy chị. Đó, như mỗi mẫu nó còn như thế này thì em bán đến khi nào hết luôn thì em mới về. Mà không hết là em phải đợi. Đó, chứ mà em cứ về miếng thì nó cứ còn lẻ như thế này là không có like được mấy chị. Nha, cứ mua hết hàng đi xong em sẽ về cái khác. Rồi màu xanh lẹ giùm em mấy chị, lên cho mã xanh lẹ kèm ký.
Xanh lạ này em còn 21 đến 23 kg giùm em là giá 89 ngàn nè. Rồi xanh số 11, số 9 này, số 7. Rồi xanh lạ giùm em, comment cho mã xanh lạ kèm tuyến nhé. Rồi xanh lạ này có 19 kg luôn mấy chị, 19-20 kg nè. Rồi để em coi qua một lần coi. Xanh 34 kg chị Ngọc Tím. Rồi ok Ngọc Tím đi. Rồi xanh lạ này hiện tại bên em có size là từ 19 cho đến 23 kg giùm em là giá 89 ngàn đồng, 27 cho đến là 30, 27 đến 36 kg là giá 99 ngàn và từ 40 cho đến 54 kg là giá 120. Comment cho mã xanh lạ. Rồi xanh lạ là còn đâu tầm 7-8 bộ cuối cùng. Comment nhanh tay cho mã là xanh lạ kèm ký nhé. Tình yêu lấy xanh lạ lên mã xanh lạ. 19 cho đến 23 kg giùm em là giá sẽ là 89 ngàn đồng. 27 cho đến 19 chị Nhiên Hảo Hoàng. 27 cho đến 36 kg là giá 99 ngàn. Và từ 40 cho đến 54 kg là giá 120 ngàn. Comment cho mã xanh lạ. Lên chi mã xanh lại kèm cưới nha. Rồi xanh lại kèm cưới giùm em mọi người ơi, comment mã xanh lại. Rồi 19 cho đến 23 kg. Rồi 19 đến 23 kg là giá 89 ngàn. 27 cho đến 36 kg là giá 99 và từ 40 cho đến 54 kg là giá 120 ngàn mấy chị. Rồi chị lấy lên đơn nhanh tay đi. Rồi em qua mẫu nha mọi người ơi. Nếu mà chị nào biết size thì mấy chị có thể comment lên cái size lên nha mọi người nha, tùy biến nha. Tùy biến mọi người mặc size nào trước đã mua đồ bên em biết cái size rồi mấy chị có thể comment cái size lên giùm em luôn. Rồi em quay cho chị đầm hồng nè. Đầm hồng này giá 89 ngàn đồng cái 11 cho đến 16 kg mang vừa giùm em, giá là 89 ngàn mấy chị lên cho mẹ đầm hồng. Rồi lên cho mẹ đầm hồng kèm ký nha. 11 đến 16 kg giùm em giá 89 ngàn. Xin lại 30 kg chị Trà Vân. Rồi ok cảm ơn chị Trà Vân, lên cho mấy chị bộ sư tử nè. Rồi lên cho mấy chị bộ sư tử đó. Nhanh cái tay không còn ấy đâu anh ơi, không còn thiết gì đâu. Cuộn vô bỏ thiết. Dạ xanh lẻ em không hết 13 rồi chị. Rồi lên cho mấy chị bộ con mèo mấy chị. Comment cho mã mèo. Mèo này sơ đại từ 21 cho đến 30 kg mang vừa mấy chị lên mã mèo. Rồi cho em bộ sư tử của mấy cha luôn. Rồi mèo này em chỉ có sơ đại thôi nên nó hơi to nè. Mèo nha, chị lấy mèo lên mã mèo. 21 cho đến 30 kg mang vừa. Comment mã mèo kèm ký. Rồi lên cho mã mèo kèm ký nha. Rồi comment mã mèo kèm ký đi. Xin lại 35 kg chị Nhiên Hảo Hoàng. Rồi ok chị Nhiên Hảo Hoàng 35 kg. Rồi lên cho mã mèo kèm ký nha mọi người. Comment cho mã mèo. Rồi 21 trên 30 kg mang vừa giá là 50 giá là 79 ngàn đồng bộ chị, comment cho mã bộ con mèo. Xin lại 54 chị Ngọc Tím. Rồi ok cảm ơn chị Ngọc Tím nha. Rồi chị lấy mèo lên mã mèo kèm ký nha. Rồi lên cho mình bộ sư tử là của bé trai, comment cho mã bộ sư tử nha chị. Lên cho em mã bộ là sư tử kèm ký, số điện thoại giùm em trước đó chị bộ sư tử nhé. Rồi từ 8 cho đến 15 kg 59 ngàn, 16 cho đến 20 kg là giá 69 và sơ đại 21 đến 30 kg là giá 79 ngàn đồng bộ. Comment cho mã bộ là sư tử kèm ký giùm em nha. Rồi sư tử giùm em mọi người ơi, lên đơn cho bạn là sư tử nhé. Thể thao 25 kg em hết rồi các chị. Rồi lên đơn cho mã sư tử đi. Rồi sư tử kèm ký giùm em. Rồi cho chị bộ lon hết trên đó em. Rồi sư tử kèm ký và số điện thoại giùm em lên đơn nha. Chị lấy sư tử comment mã sư tử mấy chị. Sư tử kèm ký bé và số điện thoại giùm em lên đơn chị. Từ 8 cho đến 15 kg nó sẽ đại không anh? Rồi 8 cho đến 15 kg 59 ngàn, 16 đến 20 kg là giá 69 và sẽ đại 21 đến 30 kg là giá 79 ngàn. Lên mã sư tử mấy chị. Rồi sư tử giùm em nha. Rồi sư tử giùm em. Sư tử 30 kg chị xe lê. Rồi ok nè, rồi bộ này là bộ con mèo. Chị lấy mèo lên mã mèo nha. Sư tử 14 kg chị Hà Phùng. Mèo này em chỉ có size đại thôi, mèo này chỉ có size từ 21. Sư tử 18 kg chị Trần Anh Anh. Mèo này chỉ có size đại từ 21 đến 30 kg chị lên mã mèo. Sư tử 18 kg chị D nữ. Rồi ok cảm ơn chị nè. Sư tử 18 kg chị Thảo Vân. Rồi ok chị Thảo Vân. 15 kg chị Hồ Thảo Nguyên. Rồi ok. Rồi chị nào lấy sư tử lên mã sư tử kèm ký nhé. Sư tử kèm cái bé và số điện thoại giùm em chút đơn mấy chị bộ sư tử nè. Rồi lên lại cho mấy chị cái bộ vịt hồng đầu lắm mấy chị. Màu rất là đẹp luôn nè, màu hồng sữa nha mọi người nha. Comment cho em mã vịt hồng. Vịt này bên em có size dành cho bé là từ 11 cho đến 21 kg mang vừa là giá 89 ngàn, 22 đến 34 kg là giá 99. Sư tử 19 kg chị Hoàng Lan Trần. Rồi mình lên cho em mã đó là vịt hồng. Vịt xanh 13 kg chị Trân Bích. Lên cho em cái này là vịt hồng nha. Vịt hồng kèm ký nha. Rồi chị nào luôn muốn lấy vịt xanh thì comment mã vịt xanh. Mèo 30 kg chị Phan Kim Chi. Rồi lên mã
Tại vì kèm màu giúp em vì cũng có hai màu. Sư tử 2-3 ký chị Quỳnh nhỏ. Rồi ok, sư tử giùm em. Rồi chị lấy sư tử lên mã sư tử kèm ký. Sư tử 10-25 chị Hiếu Nguyễn. Rồi ok, cảm ơn chị Hiếu Nguyễn nha. Rồi chị nào lấy nữa lên đơn nhanh tay giúp em mà mã. Vì kèm màu, em có màu xanh và màu hồng, mấy chị lấy màu nào lên đơn cho em mã vì kèm màu nha. Vịt xanh 16 ký chị Dung Phạm. Rồi ok, cảm ơn chị Dung Phạm nè. Rồi lên đơn cho em mã sư tử giùm em mọi người. Và vịt kèm màu em đang like á. Em đang like 3 mẫu này, mấy chị lấy mẫu nào lên đơn cho em mẫu đó. Vịt xanh 14 ký chị Ngọc Liên. Rồi vịt xanh, vịt hồng giùm em. Sư tử 12 ký chị Thùy Linh Nguyễn. Rồi giá là 89.000 đồng sai nhí. Từ 11 đến 21 ký chị giá 89.000 lên cho em mã vịt hồng hoặc là vịt xanh. Sư tử 23 chị Quỳnh nhỏ có đơn. Đăng ký cho nó đi. Sư tử 16 ký chị Lâm Nguyễn. 70. Rồi lên 24 ký chị Hà Trần. Rồi ok chị Hà Trần nè. Rồi chị nào lấy lên đơn nhanh tay giúp em nha. Vịt hồng 15 ký chị Trần An. Rồi ok Trần An nè. Rồi em đang chốt đơn là vịt hồng, vịt xanh và sư tử. Mấy chị lấy màu nào lên đơn cho em kèm màu. Vịt hồng 25 ký chị Bích Vân. Rồi ok chị Bích Vân nè. Dạ sư tử 30 ký em hết rồi chị. Rồi chị nào lấy nữa lên đơn nhanh tay giúp em nha. Rồi rồi em qua mẫu nha mọi người, chị nào lấy nữa lên đơn nhanh tay giúp em. Sư tử em chỉ còn size từ 8 cho đến 15 kg với chị là 59.000, size từ 16 cho đến 20 kg là giá 69.000 nha. Size đại bên em hết rồi, do đợt này em lấy ít size đại hơn đó, thành ra size đại bên em đã hết hàng của chị. Rồi chị nào lấy lên đơn giúp em, rồi em qua mẫu luôn lên cho mấy chị bộ lon xanh, bộ lon xanh hot trend. Mấy chị bộ này là cặp mẹ bé nè, hết rồi còn mấy bộ hả. Sư tử 15 kg chị Bích Vân. Xem cho chị đồng giá 99.000 bộ đi. Rồi comment cho mã bộ lon xanh đó chị. Bộ đây là bộ mẹ và bé nha. Em còn vài bộ size mẹ nè. Ui size mẹ này mình mang vườn ra để em coi thử coi. Ui cái này là không biết là em mang vườn ta. Vịt hồng 20 kg chị đê nữ. Kiếm sớm thỏ giúp em các chị khách mới nha. Dạ yeah, em đứng dậy em trồng thử cái này là bao nhiêu ký thì chị cũng quên mất bao nhiêu ký rồi. Dạ yeah, cho cái này size số 15 nè. 48 ký hình xe hình chiều bé. Chị đó hả? 48 hình ký 50 ổn không ta? Trồng vô thử. Trồng vô thử cho chị cái da ngắn không? Rồi lon xanh đạm siêu với chị đồng giá 99.000 đồng là bán lỗ nha mọi người nha. Vì cái này là size đến size của mẹ luôn đó mấy chị. Rồi cái này em chốt cho mấy chị tầm 48 ký đổ lại mang vừa giùm em. Giá em siêu giống chị 99.000. Rồi size nhỏ nhất là size số này là tầm khoảng là từ 20 ký nè. Rồi có size từ 20 đến 48 ký mang vừa giùm em mấy chị. 30 có luôn. 30 size số 11 rồi ta. 11 đó nha. Long xanh 30 chị Phan Kim Chi. Rồi ok chị Phan Kim Chi nè. 99.000 nha, ghi giá 99.000 cho khách theo em. Rồi đến 48 ký đổ lại nào ok mấy chị, giá 99.000 cầm em mã long xanh. Lon xanh kèm ký số thoại em chút đúng chị bộ lon xanh nha. Xem mấy chị 99.000. Vịt hồng 14 ký chị Lê Thị Thanh Quý. Ok cảm ơn chị nè. Rồi có 24 ký có luôn. Ủa 26 chứ 224 có 26 ký bộ đó em. Lon 26 chị Như Huỳnh. Rồi ok chị Như Huỳnh nè. 24 ký hết rồi chị ơi. 45 vừa luôn. Lon xanh 45 chị Nhiên Hảo Hoàng. Rồi ok chị Nhiên Hảo Hoàng nè. Bây giờ là còn size là từ 32, 31, 32 ký nè. Cho đến là 35 ký. 45 còn bộ nè. 99.000 xem của chị hết luôn nè. Còn vài bộ. Rồi lên đơn kia mã lon xanh kèm ký nha. Em hiện tại còn xa là từ khoảng là từ 30 cho đến 35 ký chị. 30 đến 35 ký mang vừa giúp em nha. 99.000 xem nha mấy chị. Còn vài bộ siêu luôn. Rồi qua mẫu đi. Rồi lên cho mấy chị bộ thỏ màu tím này dễ thương quá mấy chị ơi. Thỏ màu tím nè, lên kia mã thỏ tím kèm ký nha. Lon xanh này em còn một bộ là tầm 19-20 ký và 30 đến 35 ký xem chị, đồng giá 99.000 bộ nha. Rồi qua luôn giùm em. Lên cho em bộ này bộ thỏ màu tím mấy chị, màu cưng chưa? Rồi size từ 8 cho đến 15 ký giùm em, giá là
59.000 đồng một bộ. Chị comment cho em mã đó là thỏ tím kim ký nhé. Thỏ tím kim ký bé và số thoại em chút đơn chị bộ thỏ một tím chị ơi. Thỏ tím kim cái bộ này đi. Bà làm là. Rồi lên đơn cho em bộ này là thỏ tím đó chị. Long Thanh 35 chị Yến Vy Nguyễn. Rồi ok chị nè. Rồi lên cho em bộ này là thỏ tím cho em nha. Thỏ tím 13 chị Thanh Nghĩa. Rồi ok nè. Comment cho em ạ, thỏ tím kim ký xuống thoại em chút đơn chị bộ thỏ tím nha mọi người nha. Có size từ 8 cho đến 15 ký 59 ngàn. Thỏ tím 9 chị Trần Kim Yến. Rồi ok Trần Kim Yến đi. Rồi chị lấy lên đơn cho em ạ, thỏ tím kim ký giùm em nha. Thỏ tím rất là đẹp luôn nè mọi người. 8 cho đến 15 ký giùm em 59 ngàn đồng. Thỏ tím 14 chị Đoàn Dương. Rồi ok cảm ơn chị Đoàn Dương nè. Rồi mọi người lên đơn cho em ạ, thỏ tím kim ký bé nha. Thỏ tím 9 chị Kim Khuyên. Rồi ok cảm ơn chị Kim Khuyên nè. Rồi lên đơn chi mẹ thỏ tím kim ký giùm em mọi người ơi. Thỏ mùa hả? Rồi em qua mẫu nè, hết hàng còn. Thỏ tím 11 chị Thảo Nguyễn. Rồi lên cho em cái này cá mập đó chị. Thỏ tím em còn một bộ cuối cùng 11, 12 ký là hết hàng. Rồi lên cho em cái này là cá mập giùm em. Cá mập màu rất là đẹp luôn, từ nó size từ 8 cho đến 15 ký 59 ngàn. 16 đến 20 ký là giá 69, nó sẽ đạt 21 cho đến 30 ký là giá 79 ngàn đồng bộ trên con cá mập nè. Đấy nhìn giùm em cá mập mấy chị ơi, rất là đẹp luôn. Rồi lên đơn cho mẹ cá mập nha. Rồi cá mập kim ký và số điện thoại giùm em nha. Đồ đẹp quá không? Cảm ơn chị Phạm Phạm Kim On rất là nhiều nè. Lên cho mẹ cá mập giùm em mấy chị. Cá mập kim ký bé số điện thoại giùm em chút đơn rồi cho chị bộ con gấu nè em. Dạ thỏ tím em còn một bộ 11 12 ký thôi ạ. À. Con gấu này trước đi. Cá mập 17 ký chị Angela Ngờ. Rồi ok chị nè. Thỏ tím 11 chị Hoàng Lan Trần. Rồi cho em bộ này. Rồi lên cho em mã cá mập giùm em mọi người ơi, comment nhanh tay cho em mã cá mập kèm ký nhé. Cá mập 19 chị Đê Nữ. Rồi ok cảm ơn chị. Cá mập 12 chị Đoàn Kim On. Rồi ok nè. Hai bộ 13 chị Ngọc Thư. Rồi lên mã cá mập giúp em mọi người ơi. Rồi cá mập. Cá mập 24 chị Yến Vy Nguyễn. Rồi ok cảm ơn chị Yến Vy Nguyễn đi. Rồi lên đơn cho em mã cá mập. Cá mập 11 chị Huỳnh Hồng Hoa. Rồi ok Huỳnh Hồng Hoa nè. Cá mập 26 chị Trần Thị Trúc Phương. Rồi ok Trúc Phương. Cá mập 18 chị Trần Anh Âm. Rồi. Cá mập 19 chị Hoàng Lan Trần. Rồi ok cảm ơn chị Hoàng Lan Trần nè. Rồi lên đơn chi mẹ cá mập kèm ký bé nha. Cá mập 14 ký chị Hà Phùng. Rồi ok chị Hà Phùng. Rồi lên đơn chi mẹ cá mập giùm em mấy chị. Cá mập 15 ký chị Như Huỳnh. Rồi ok cảm ơn chị Như Huỳnh nè. Cá mập 30 ký chị Trà Vân. Rồi ok chị Trà Vân. Rồi chị đang lấy cá mập nữa, lên đơn mẹ cá mập kèm ký bé giùm em nha. Cá mập kèm ký bé vào số điện thoại giùm em, cố gắng lựa tường 2 cái trở lên giùm em, ngày mai có nhân viên gọi điện chốt đơn cho mình nha mọi người. Rồi lên đơn nhanh tay cho em mã là cá mập kèm ký nhé. Nghe về nhà mấy ngô hả? Cảm ơn chị Lê lên nhiều nha. Cảm ơn chị Lê lên rất là nhiều. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Có những chị mà thật sự luôn á, em rất là biết ơn với chị luôn. Hầu như like nào của em á, chị cũng ủng hộ em hết á. Thật sự rất cảm ơn mọi người rất là nhiều nha. Cá mập em còn sai là từ 8 ký cho đến 12 ký và 16 ký thôi các chị. Rồi cái bộ đồ đây nè mấy chị, rất là chắc có lẽ nhiều chị ở trong này nè. Dạ đúng rồi chị Nguyễn Hương ơi. Chắc có lẽ là nhiều chị ở trong này là có nhiều chị là đã là nhắn tin cho em á mọi người. Cái cá mập em còn sao từ 8 ký cho đến 12 ký và 16 ký là hết hàng mã cá mập ạ. Đó mọi người, tí nữa mọi người có thể lướt vô cái trang nhà em á, là có hiện nay là có rất là nhiều cái trang nó lừa đảo á, thì sẵn đây là em cũng thông báo với mọi người luôn là bên em chỉ bán hàng một kênh duy nhất là trang em đang live trực tiếp đây thôi, là trang Bí Ngô Shop chuyên sĩ và lẻ quần áo chị em, ngoài ra không có một trang nào khác. Hiện tại là rất là nhiều trang là nó lấy cái tên giống như bên em và lấy hình ảnh của bên em để đăng qua chạy quảng cáo này kia. Cá mập 10 ký chị Hiếu Nguyễn. Thì đã có rất là nhiều chị là bị giống như kiểu bị lừa mấy chị, là đã mua qua những cái trang đó rồi. Thì mọi người lưu ý là hàng nhà em là không bao giờ bán những cái sản phẩm là nó kém chất lượng như vậy. Đó thì nó cũng may cái mẫu giống như nhà em luôn mấy chị, nó lấy cái hình nó may về trang luôn, nhưng mà cái vải nó tệ khủng khiếp. Đó đã có những chị mà tin tưởng là nhận hàng không kiểm tra hàng mấy chị. Thật sự là cái chị đó cũng đã nhắn tin cho em kêu là cái đồ đó nó không khác gì cái vải rách luôn mấy chị. Nó gớm khủng khiếp luôn. Lúc là thật sự là đã có khách nhà em là chụp hình gửi qua cho bên em rồi, thì cũng có nhiều chị sáng nay là gọi điện cho em nó Diễm ơi bây giờ chị lỡ đặt mình trang bên đó rồi thì như thế nào. Thì thật sự là thấy chị cũng rất là dễ thương, thì em xin phép nói luôn là nếu mấy chị đã lỡ đặt rồi á thì em khuyên mấy chị đừng nhận hàng. Đó không phải là em bán em ấy, chứ thật sự là cái vải nó tệ lắm mấy chị ơi. Mà thật sự là nó bán cái kiểu đó giống lừa đảo quá mấy chị. Ví dụ như nó muốn lấy tên gì nó lấy thì em không nói, nhưng mà đằng này nó lấy tên là
là bí ngô shop luôn, và nó cũng lấy tên là cái gì mẹ bí ngô gì đó, nên là nhiều chị cứ nghĩ là nhà em là tin tưởng là nhận hàng đó, thành ra nhưng mà không phải nha người nha, nó lấy tên giống thôi mấy chị đó, nó giống thôi, mấy cái trang nó tự lập lên và nó lấy hình ảnh bên em nó đăng lên, nhưng mà thật sự cái sản phẩm của nó là sản phẩm hoàn toàn khác với bên em nha mọi người đó. Mọi người đừng có làm tưởng giùm em nha, mà nếu đã lỡ mà đặt hàng rồi thì mọi người có thể kiểm tra, mở ra kiểm tra, mọi người thấy đẹp thì mọi người nhận, mà mọi người thấy cảm thấy không đẹp thì thôi trả về đi, chứ bây giờ em không biết làm sao đâu nha đó, chứ để là thật sự là nó xấu lắm mọi người. Bộ cá mập 12 kg chú chị Kim Nhung Nguyễn. Còn hình như cũng có nhiều chị đặt rồi á, nhiều chị cứ nghĩ là bên em á, thành ra là có nhiều chị đặt rồi, thì nếu mấy chị lỡ đặt rồi thì cũng là dân bán hàng với nhau, thì em cũng khuyên mấy chị như thế này, nếu mấy chị mở hàng để kiểm tra mọi người thấy đẹp so với là cái sức tưởng tượng với cái sức mong đợi của mọi người á, thì mọi người nhận, mà mọi người cảm thấy không có giống như mong đợi thì thôi thì mình trả tiền ship thôi đó, chứ bây giờ không biết làm sao đâu mọi người ơi, có những cái trang số lừa đảo khủng khiếp luôn á, chẳng hề nó lấy tên gì đó bí đỏ hay là bí chanh gì đó, muốn lấy mấy gì nó lấy, cái đằng này nó lấy tên giống như em luôn, nó lấy tên bí ngô luôn mọi người đó, nó lấy tên giống y luôn, thành ra là mọi người cứ nghĩ là nhà em, mà mọi người vô đó mọi người nhắn tin để đặt hàng, nhưng mà không phải nha đó, thì nếu là đã lỡ đặt rồi thì cứ mở hàng để kiểm tra, cảm thấy ưng ý thì mình nhận, mà không ưng cái ý thì mình trả tiền ship thôi mấy chị. Rồi em sẽ lên mẫu tiếp theo cho anh chị là một bộ đồ gấu nè, gấu đi màu hồng sữa mấy chị. Dạ ba em khóc luôn chị Vy ơi. Rồi lên trên mã gấu đi mọi người ơi, comment trên mã gấu kim ký nha, size từ 11 cho đến 21 kg. Như bình thường thôi em, 11. Rồi 11 cho đến là 20 kg mang vừa giùm em là giá là 89.000 đồng. Từ 21 kg cho đến là 31 kg mang vừa giùm em là giá là 99.000 một bộ. Chị comment cho mã gấu kèm ký nha. Rồi mình lên cho em mã là gấu kèm ký và số điện thoại giùm em chút đô mấy chị bộ gấu. Mấy chị ơi gấu giùm em nha, gấu hồng sữa này cực đẹp luôn. Rồi gấu này em có size là từ khoảng là từ 10 kg mấy chị, 10 cho đến 20 kg giùm em. Thì giá sẽ là 89.000 đồng một bộ, và từ 21 cho đến 30 kg mang vừa thì giá sẽ là 99.000. Comment cho mã gấu kem ký nha mọi người nha. Có 16 kg chị Ngọc Thư. Rồi ok Ngọc Thư. Có 17 kg chị Khánh Linh. Rồi ok nè. Rồi lên cho kem mã gấu kem ký và số điện thoại giùm em chút đơn mấy chị. Rồi gấu kem ký bé và số điện thoại giùm em, anh em lên đơn cho chị bộ gấu nha. Gấu 20 kg chị Ngô Bí. Rồi ok chị Ngô Bí nè. Rồi lên đơn kem mã gấu kem ký bé và số điện thoại giùm em, anh em lên đơn mấy chị. Gấu kèm ký nhé, 10 kg cho đến 20 kg là giá 89.000 đồng, và 22 cho đến 34 kg là giá 99. Nhà em là chuyên dòng giờ chuyên may cho mấy chị là dòng vải cốt tông hàng xịn nha mọi người nha, cái vải mấy chị rờ vô là cảm giác khác hẳn so với nếu mấy chị đi mua ngoài thị trường, có nhiều cái chất vải nó kỳ lắm mọi người. Em gấu 28 kg chị Phạm Thị Nhất. Đấy thì cái hình ảnh lúc sáng mà em có đăng lên á, mọi người cứ vô coi thử nha. Rồi lên đơn cho em mẫu này là gấu kèm ký với số điện thoại giùm em, rồi em qua mấy chị. Đây là cái mẫu mà nó lấy hình nhà em, nó may theo mấy chị. Hiện tại nhà em thì còn ít thôi nên em sẽ lên luôn cho chị nào vừa ký thì mình chốt nha. Rất là nhiều chị đang thích mẫu này và đã đặt nhầm qua bên trang đó. Đó, rất là nhiều chị luôn. Có 14 kg chị Huyền Nguyễn. Rồi ok chị Huyền Nguyễn. Có 15 kg chị An Nguyễn. Rồi ok nè. Nhiều chị mua lâu rồi á, vô like nhà em mua quen rồi á thì không có bị lầm, nhưng mà nhiều chị không có thời gian á. Tôi thấy nó nhắn tin là mấy chị có nghĩ là nhà em, nhưng mà không phải, nhưng người nhà em chỉ bán một trang duy nhất là trang này thôi, và đồ nhà em là khác hoàn toàn so với những cái trang chạy quảng cáo đó, nhưng người nhà không phải nhà ai cũng giống nhau đâu. Một mẫu ở nhiều khi họ đăng lên nhưng mà có 1000 cơ sở may lận mọi người, ở ngay cả đồ người lớn mình cũng vậy đó, một mẫu giống như cái mẫu họ chụp lên như vậy đó, nhưng mà có 1000 cơ sở may lên và có phải nói là 1 triệu người bán cái mẫu đó lận mọi người, không phải là một người, không phải người nào cũng giống người nào đâu nha mọi người nha, không ai giống với ai hết đó. Nhưng mà cái vấn đề nếu mà chỗ nào nó livestream á thì mọi người nên mua chỗ đó, vì mình nhìn cận được chất vải và hình ảnh form đồ này kia nó sẽ ok hơn nếu mà mình lấy hình mình đăng. Có 17 kg chị Thủy Tiên. Rồi ok, rất là đẹp cho em luôn, vải nhà em là vải cốt tông co giãn 4 chiều siêu dày và siêu đẹp cho mấy chị mà nhận hàng bao kiểm tra hàng thoải mái trước khi nhận nha, co giãn 4 chiều đẹp lắm mọi người, vải nó rất là dày, rất là mịn và cực kỳ mát luôn cho em. Rồi mẫu này là em chỉ còn size là từ khoảng là từ 29 kg cho đến 34 kg là giá 99.000, và từ 35 kg cho đến 46 kg là giá 120. Mấy chị lên cho em mã là thỏ hồng đi hả, comment cho em mã thỏ hồng kèm ký giùm em mọi người. Rồi thỏ hồng này em chỉ còn vài bộ thôi, mẫu này bữa trước là em, bữa đó là em like xong em có quay TikTok á, và bị ăn cắp cái video đó mấy chị, ăn cắp cái video và ăn cắp cái hình ảnh đó để mà nó về nó chạy quảng cáo mấy chị ơi. Rồi ok nè, lên cho mấy chị bộ này là bộ thỏ hồng giùm em nha mọi người nha, comment cho mã thỏ hồng kèm ký số điện thoại giùm em chút đơn mấy chị. Size hiện tại em chỉ còn size từ 29 cho đến 34 kg là giá 99.000, và từ 35 kg cho đến là 46 kg là giá 120. Thỏ hồng 29 chị Phan Kim Chi. Rồi mình lên cho mã thỏ hồng kèm ký nha.
Thảo Hồng kem ký. Rồi Thảo Hồng kem ký bé và số thoại giùm em nha mọi người nha. Thảo Hồng 40kg chị Đăng Diễm. Rồi ok nè. Size M 40kg đó chị, size M 29kg chị còn bộ nè. À đây nè. Rồi lên đơn cho em mã Thảo Hồng kem ký nha mọi người ơi. Rất là đẹp luôn á chị, hình in cực kỳ nét, vải cực kỳ đẹp luôn. Đó, vải rất là dày và rất là đẹp nha mọi người nha. Rồi lên đơn nhanh tay giúp em ạ, Thỏ Hồng kèm ký và số điện thoại giùm em chút đơn đó chị, rồi em qua mẫu nha. Rồi qua mẫu tiếp theo luôn đi em ơi. Rồi lên cho mấy chị cái đầm tròn đi ha. Rồi đầm tròn giùm em mấy chị, mẫu đem còn vài cái cuối cùng thôi, 85.000 đồng cái thì comment cho mẹ tròn xanh. Rồi lên đơn cho em ạ là tròn xanh kèm ký và số điện thoại giùm em chút đơn đó chị, tròn màu xanh nè. Đây Thỏ Hồng 35 chị siêu Evo. Rồi ok cảm ơn chị nè. Rồi mình lên cho em mẫu này là tầng xanh giùm em với chị, size từ 10kg cho đến là 15kg mang vừa giúp em nha. Rồi tầng xanh nhìn giùm em cái đầm thiết kế nè mọi người, cái hoa của nó may nè, rất là đẹp luôn giùm em. Rồi mình lên đơn cho em mã là tầng xanh kèm ký và số điện thoại giùm em chút đơn cho mình đầm tầng xanh. Gỗ 14kg chị Kim Vy. Rồi giá sẽ là 85.000 đồng cảm chị, comment mã tầng xanh kèm ký nhé. Rồi tầng xanh kèm ký giùm em. Rồi áo khoác này lúc nãy đầu la chị nào chưa mua thì giờ em lên lại nha. Rồi rồi chốt cho chị tầm 16kg đổ lại đi xe chị, đồng giá 85.000 đi. Rồi khóc màu xanh mấy chị comment mã khóc xanh kèm ký hàng Quảng Châu, cái đây là gió xịn nha mọi người nha. Và màu vàng khóc xanh và khóc vàng size từ 10 cho đến 17kg mang vừa giùm em thì giá sẽ là 125.000 đồng một cái. Giờ lấy khóc màu nào lên chị mã khóc kèm màu nha. Khóc kèm màu 49kg chị Thúy Thúy. Rồi ok. Khóc kèm màu rồi chị lấy đầm tầng xanh thì comment mã tầng xanh kèm ký bí giùm em size từ 10 cho đến 16kg mang vừa. Giá là 85.000. Tầng xanh 10 chị ít con ngộ nghĩnh. Tầng xanh 11kg chị Thị Giang. Rồi ok nè. Tầng xanh 13kg chị Kim Tiến. Rồi rồi ok, chốt cho chị tầm 16kg đổ lại đi em ơi. Rồi nhanh cái tay lên. Rồi em lên cho mấy chị bộ bộ thể thao, mấy chị thể thao nãy em like cho mấy chị còn bị sót một màu nè. Rồi thể thao lúc nãy em like còn sót một màu là màu cam, mấy chị màu cam rất là đẹp luôn, mấy chị comment cho mẹ thể thao cam nha. Rồi lên cho em mã thể thao cam kìm ký nha, em chị bán đồ em bé không bán đồ người lớn á chị ơi. Rồi lên cho em mã thể thao cam kìm ký và số thoại bên chút đơn chị thể thao màu cam giùm em nha. Rồi thể thao cam. Cái chị đây mấy ký em? 10 cho đến 16 ký, cái size nó không biết nhau gì lắm em. Rồi lên cho em 12 ký chị Giang Trịnh. Lên cho em mã thể thao cam kèm ký số điện thoại giùm em chút đơn với chị thể thao màu cam nha mọi người ơi. Lên cho em mã thể thao cam em có size là 13-14kg nè. 13-14kg giùm em là giá 89.000 đồng nè, em có size 13-14kg nha. Rồi em còn vài bộ để em báo cái size chị dễ mua. Dạ hết Thỏ Hồng 29 rồi. Rồi 13-14 nha mọi người. Rồi để em coi còn mấy nữa nè. Rồi 19 cho đến 23kg nè. 13-14, 19 cho đến 23kg. Thể thao cam 20 chị Phan Kim Chi. Rồi 27kg này cho đến là, rồi từ 27kg cho đến 40kg mang vừa giùm em là giá, đến 39kg là giá 99.000. Và từ 40 cho đến 77kg mấy chị, mẫu này em còn size đến 77kg mang vừa giùm em thì giá sẽ 120. Con màu xanh 13kg chị Kim Nhung Nguyễn. Rồi comment cho mẹ thể thao cam nha, mẫu này còn size lớn nhất của bố là size XL, tương đương là tầm 77kg đổ lại mấy chị lên cho mẹ thể thao cam kèm ký. Cam 13kg chị Bích Vân. Rồi ok nè, em còn size 13-14. 19 cho đến 23kg là giá 89.000 đồng, 27 cho đến là 36kg là giá 99.000, và từ 40 cho đến 77kg là giá 120. Lên cho mẹ thể thao cam kèm ký nha. Thể thao cam 20 chị Lê Linh. Rồi ok cảm ơn chị Lê Linh nè. Rồi chị lấy thể thao cam comment mẹ thể thao cam kèm ký bí giùm em nha. Thể thao cam 14 chị Nguyễn Phương. Rồi ok cảm ơn chị Nguyễn Phương nè. Rồi tình yêu lấy lên đơn cho em mẹ thể thao cam giùm em. 19kg chị Nhiên Hảo Hoàng. Rồi ok nè. Thể thao cam 13 chị Tâm Loan. Rồi ok cảm ơn chị Tâm Loan nè. Rồi lên cho em mã thể thao cam kèm ký và số điện thoại em chút đơn nha. Thể thao cam 23 chị Ngọc Tình. Rồi ok cảm ơn chị Ngọc Tình nè. Rồi em chỉ còn size 13-14, 19 cho đến 23 ký. Còn bộ đang cầm 13-14 nè. Thể thao cam 13 chị Đoàn Kim On. Rồi ok cảm ơn chị Đoàn Kim On nè. Rồi chị nào lấy nữa lên đơn giúp em nha.
13 10 còn size như thế nào em? Từ 21 đến 23. Rồi em còn size 21 đến 23 kg mang vừa là giá 89.000 đồng, 27 cho đến 36 kg là giá 99, và từ 40 cho đến 77 kg với chị là giá 120. Lên cho em mã là 60 kg size L hết rồi. Tao đúng thì tao biết. Không thuộc là bữa sau coi chừng nhân gian về học cùng chị nha. Rồi em qua mẫu tiếp theo mọi người ơi, lên cho chị áo này 25.000 đồng cái, tặng cho chị kèm đơn lên cho em ạ, A25K. Chị ơi, chị nói việc nào chị lên cái việc kèm màu kèm quý giùm em đi chị, em có em lấy cho mình nha. Rồi lên cho em ạ A25K giùm em mọi người ơi, comment cho em ạ A25. A25.000 mấy chị. Mình muốn size mua size bao nhiêu? Thể thao cam 27 chị thấm trần. Mấy chị đừng hỏi đồ nhà em có size bao nhiêu, em nói ra phát là mấy chị dắp tí luôn, nó không có biết size nhiêu đâu mấy chị. Thể thao cam 77 chị Hoàng Lan trần. Đó giống như cái bộ thể thao đi. 13, 14 gì, 19 cho đến 23, rồi gì 27 cho đến là 36, rồi 40 cho đến là... Chị Hồng Hoa ơi, chị lấy thể thao màu nào chị ơi? 40 cho đến 54, rồi từ gì 65 cho đến 77 cái chợ rối lắm đó chị ơi. Mấy chị đừng có hỏi size nhà em. Mà quan trọng mấy chị mua size bao nhiêu mà mấy chị hãy comment lên giúp em, thì nhân viên nó coi nó có là lấy cho. Chứ đừng hỏi đồ nhà em còn size bao nhiêu, mấy chị nó rối lắm, mấy chị không có biết là đồ nhà em có size bao nhiêu đâu. Nha, giờ có nói ra mình nghe rối thêm mấy chị. Thể thao cam 29 chị Vinh An Trương. Áo này tặng cho mấy chị 25.000 lên chị mã 25 mấy chị. À 25 nha. Thể thao cam 70 và 22 chị Cẩm Tiên. Rồi ok nè, áo này tặng cho chị 25.000 lên chị mã A25 mấy chị. Thể thao cam 27 chị Thấm Trần có. Rồi A25 kèm ký số thoại em chút đơn mấy chị, cái này 25.000 cả nhé. Comment cho mã A25. A25 giùm em. Size dành cho bé từ 10 cho đến là 18 kg mang vừa giùm em nha. 10 cho đến 19 kg mang vừa mấy chị, 25.000 cả tặng cho khách nha. 25.14 chị Siêu Evo. Rồi lên đơn cho mã 25.000. A25 nha, chị đang cầm lại size này tầm số 2. 10 11 kg này. Rồi 25.000 lên cho mã A25K mấy chị. 25.17 chị Khánh Linh. Rồi ok chị Khánh Linh nè. 25.12 chị Huyền Vi Võ. Rồi ok, cảm ơn chị Huyền Vi Võ nè. Rồi chị nào lấy 25 lên mã A25 nha. Rồi cam bây giờ còn cam giờ là còn từ 30 đến 36. Size X cho tới size M. Rồi ok. Thể thao cam em chỉ còn size là từ size số 9 rồi em. Size số 10. À 30 kg cho đến là 36 kg mấy chị, là giá 99.000, và từ 40 cho đến 54 kg là giá 120. Áo 10 kg nhỏ nhất. Rồi 10 kg cho đến là 25-10 chị Trần Kim Yến. Rồi ok nè. Rồi 11 còn em, còn size mấy nhỏ nhất, còn size 4 hả? Tô rồi, em còn size là từ 13 kg mấy chị, áo còn size 13 đến 19 kg nha. 25, 13 và 18 chị Bích Vân. Rồi em còn size 13 đến 19 kg mấy chị. Rồi 13 cho đến là 17 kg, em còn size từ 13 đến 17 kg. Rồi tiếp tục cho em chị mở chi size tiếp theo đi. 25, 14 chị Kim Vy. Rồi ok, cảm ơn chị Kim Vy nè. Qua mẫu tiếp theo mấy chị ơi. Quay cho mấy chị một bộ đồ bé trai màu hơi lạ lạ màu nè. Sâu bè. Rồi nhanh tay giùm em nha, bộ đồ thiết kế dành cho bé năm còn vài bộ nè. Rồi ok. 25-13 cưới chị Linh Đào. Rồi ok, cảm ơn chị Linh Đào nè. Rồi em qua mẫu tiếp theo nha mọi người, cố gắng lựa con hai cái trở lên ghi đọc tên giúp em nha. Rồi em quay cho mấy chị một cái màu hơi lạ lạ mấy chị. Được chưa? Rồi lên cho em mẫu này là A5. Comment cho mẹ A5 kèm ký số thoại em chút đôi với chị, cái này mẹ A5 nha. Thể thao cam chị Vinh An Trương có đơn rồi ạ. Rồi lên cho mẹ A5 kèm ký số thoại giùm em chút đôi. Rồi lên cho mẹ A5 nha, là bộ đồ dành cho bé trai mấy chị, có size như thế nào nè. Rồi từ 8 cho đến 15 kg 59.000, 16 cho đến 20 kg là giá 69.000 với chị. Lên cho em mẫu này là mẹ A5. Rồi mình lên đơn nhanh tay cho em mẫu này là mẹ A5 nha. A5 kèm ký và số thoại giùm em chút đôi mình mẹ A5 nha mọi người. Rồi 8 cho đến 15 kg là 59.000 và 16 đến 20 kg là giá 69. Comment cho mã A5 mấy chị. A5 18 chị Phương Đoan. Rồi ok nè. A5 8 kg chị Linh Nguyễn. Rồi ok, cảm ơn chị Linh Nguyễn. A5 8 kg chị Lê Thị Thanh Quý. Rồi ok, chị Thanh Quý. Rồi lên mã A5 giùm em nha. 25.018 chị Khương Minh. Rồi bộ vịt em có hai màu là vịt hồng và vịt vàng, vịt xanh. Lên cho mã vịt kèm màu mấy chị. Giá là 89.000 đồng bộ 11 đến 21. A5 12 chị Đoàn Kim Oanh. Chị lên cho em là vịt kèm màu, vịt màu hồng và vịt màu xanh. A5 18 chị Bích Vân. Rồi ok, bóc ra đi em Nhân ơi. Màu xanh còn từ 15 đến 21. Rồi màu xanh em còn xa từ 15 cho đến 21 kg. Mấy chị lên cho em mã vịt màu xanh. Màu 8 à, có gì vậy? Màu 8 chuẩn lên em ơi. Rồi vịt xanh em còn size 15 cho đến 21 kg. Mấy chị giá là 89 A5 19 kg chị Hoàng Lan
anh Trần. Thôi màu hồng giùm em lên mã vịt hồng, hồng còn đủ rồi. 11 cho tới 17. Hồng em chỉ còn size 11 đến 17 kg với chị. Rồi mấy chị cứ lên đây, rồi nhân viên nó coi còn cái nào nó lấy cho, mà hết rồi không nghe đọc tên chút đơn. Rồi hết rồi không nghe đọc tên chút đơn. Đồ bộ em đang cầm là mã A, ơ gì A5 mấy chị. Bộ em đang cầm là mã A5 nha. Cầm áo mà 1 kg em hết rồi chị. Rồi em coi mẫu luôn nha. Rồi chị lấy mã A5 thì lấy mã A5 giúp em. Rồi lên cho mấy chị bộ quần Mickey nè, có hai size nè. Mickey hồng 13 kg, chị Su Bi Minh. Rồi ok vậy Su Bi Minh nè. Có 35 kg bịch hồng. Chị có 34. 34 kg bịch hồng mà chị không có 35 chị ơi. Rồi em lên cho mấy chị cái mẫu tiếp theo mấy chị. Bịch hồng mới lên xem thoại giúp em nha. Rồi, đi chưa mọi người ơi, bộ ba lỗ nhé. Comment cho em mẫu này, ui đẹp quá mọi người. Phải thật đẹp luôn. Rồi lên cho em bộ này, bộ ba lỗ giùm em mấy chị. Comment cho mẹ ba lỗ kim ký xuất phẩm ba lỗ hàng xịn nha mọi người nha. Nhà em nói chung không có lấy hàng hàng rẻ tiền mấy chị, những cái hàng này toàn bộ là hàng vải chính phẩm hết. Vải của nó là vải cotton co giãn bốn chiều và loại dày đẹp nhất nha mọi người nha. Rồi lên cho em mẫu này là comment cho em mẹ là ba lỗ kim ký, mẫu này có hai size nhí và đại nè. Rồi mẫu này em có size là từ 10 kg nè cho đến 20 kg mang vừa thì giá sẽ là 75.000 đồng, và từ 21 cho đến 32 kg thì giá sẽ là 85.000 đồng một bộ mấy chị. 75-85 nào em. Rồi lên đơn cho em mã là ba lỗ kim ký, xuống thoại em chút đơn nha. 10 cho đến 20 kg mấy chị là giá là 75.000, là từ 21 cho đến 32 kg là giá 85.000. Em 54 chị Phạm Ti nè. Ba lỗ giùm em mấy chị, cho mấy mã ba lỗ kim ký nhé. Mẫu này mỗi size có một bộ thôi, không có hai bộ giống nhau mọi người ơi. Lên chi mã bộ ba lỗ kim ký giùm em mọi người. Vải dày đẹp nha mọi người nha. Ba lỗ 15 thì đăng điểm. Rồi ok vậy đăng điểm. Rồi lên chi mã bộ ba lỗ kim ký giùm em. Ba lỗ 16 chị Lan Nguyễn. Rồi ok cảm ơn chị nè. Ba lỗ 19 chị Sư Vi Minh. Rồi ok cảm ơn chị Sư Vi Minh nè. Rồi chị nào lấy nữa lên đơn nhanh tay giúp em mã bộ. Ba lỗ 10 chị Linh Nguyễn. Rồi cảm ơn chị Linh Nguyễn nè, cố gắng với chị lựa ít nhất giùm em từ hai cái trở lên nghi đọc tên, ngày mai có nhân viên gọi điện cho mình nha. Ba lỗ 18 chị Thảo Vân. Rồi ok cảm ơn chị nè. Rồi chị nào lấy nữa lên đơn nhanh tay giúp em bộ ba lỗ kim ký nha. Ba lỗ 12 chị Đoàn Kim On. Có kẻ xe đại mấy chị, có kẻ xe đại là từ 21 cho đến 32 kg giùm em là giá 85.000. Phải đẹp lắm mấy chị ơi. Rồi nhanh tay giúp em mã bộ ba lỗ kim ký nha. Ba lỗ 18 chị Nhiên Hảo Hoàng. Rồi ok cảm ơn chị Nhiên Hảo Hoàng nè. Có rất là nhiều chị mua hàng mặc cái vải nhà em, rồi sau cái mình mua những cái vải khác mình mặc mới được mấy chị. Chứ mình không có quen mình rồi cái vải này nó bị quen rồi. Ba lỗ 23 chị Ngọc Tình. Hay cả bản thân em cũng vậy, em đi lái hàng cũng vậy á. Em rồi cái vải này nó quen mấy chị, mặc dù cái vải này bây giờ nó cực đắt luôn. Nó đắt cũng ví dụ như trước đây là em lấy bộ đồ này nó rẻ hơn, có thể là rẻ hơn bây giờ là từ 15 cho đến 20.000 đồng một bộ mấy chị. Đó, ví dụ trước đây em lấy 50.000 thì bây giờ em lấy lên đã là 70-75.000 một bộ rồi mấy chị nha. Vải này nó đắt lắm mấy chị, bữa nay dịch bệnh hôm nay kia không có vải á, vải cotton này cực đắt luôn. Nhưng mà em bán cái loại đây nó quen rồi mọi người, thành ra là chấp nhận. Em chấp nhận chẳng hạn lấy đắt hơn một xíu, nhưng mà em được bán cái dòng vải đây cho mấy chị thì mặc nó sẽ ok hơn. Rồi lên đơn cho em mã đó nè, ba lỗ giùm em nha. Ba lỗ em còn 13, 14, 21, 32. Rồi ok em ba mẫu đi. Rồi chị nào lấy nữa lên đơn giúp em. Rồi em quay cho mấy chị bộ này, sau đó sẽ lên cho mấy chị bộ đồ thiết kế dành cho mấy gái nha mọi người. Rồi lên cho mấy chị một bộ cái gì đây nè, siêu nhân gì của biết trai đây mấy chị, lên chi mã vàng đi hả, tình yêu lấy vàng, comment mã vàng kim ký từ 8 kg cho đến 15 kg giùm em, giá sẽ là 59.000 đồng. 16 cho đến 20 kg là giá 69, và sẽ đạt 21 đến 30 kg là giá 79.000 đồng. Mấy chị lên chi mã vàng, rồi comment cho mã vàng kim ký nha mọi người ơi. Rồi lên chi mã vàng kim ký bé giùm em. Dạ đúng rồi, hôm nay em live ban đêm chị Hồng Thị Thúy Vân ơi. Hôm nay em live ban đêm chị. Rồi lên cho em mã là vàng giùm em mấy chị, có size từ 8 cho đến 15 kg là 59.000, 16 cho đến 20 kg là giá 69, và sẽ đạt 21 cho đến 30 kg là giá 79.000. Mấy chị lên cho em mã vàng giúp em. Vàng 19 chị Đê Nữ. Rồi comment cho mã vàng nè. Vàng 30 chị Vinh An Trương. Rồi lên cho em bộ kiểu bé gái nè. Vàng 18 kg chị Lê Quy. Rồi ok chị Lê Quy nè. Vàng 8 kg chị Linh Nguyễn. Rồi ok em cảm ơn chị Linh Nguyễn. Vàng 19 chị Yến Như. Rồi ok nè. Vàng 18 chị Trần Anh Anh. Rồi ok chị Trần Anh Anh nè. Vàng 15 chị Julie Hà Anh. Rồi ok chị nè. Rồi nhanh tay giùm em mã vàng mấy chị ơi. Vàng 8 chị Lê Thị Thanh Quý. Rồi ok cảm ơn chị Thanh Quý. Rồi vàng kèm ký bí và số thoại giùm em chút đơn của chị bộ vàng. Từ 8 cho đến 15 kg là 59.000, 16 đến 20 kg là giá 69, và sẽ là 21 đến 30 kg là giá 79.000 mấy chị. Vàng 11 chị Nguyễn Hương. Rồi ok cảm ơn chị Nguyễn Hương nè. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Rồi tình yêu lấy vàng nữa lên đâu nhanh tay cho mẹ vàng kìm kìm. Vàng 11 chị Hình Hồng Hoa. Rồi ok chị Hồng Hoa nè.
Ba lỗ 14 ký chị Ngọc chị. Rồi ok chị, này đồ em qua mẫu nhé. Chị lấy lên đơn cho em mã vàng kiểm ký. Tiếp tục dùm em chị, rồi em quay cho mình một cái bộ. Rồi 15 ký chị Nguyên Kiều. Rồi ok này, chị đã lấy vẫn tiếp tục lên đơn dùm em. Rồi lên cho chị một bộ đồ kiểu kiểu dành cho bé đấy. Này quần của nó mấy chị sau lưng sẽ lưng thun cho em như thế này nha. Hàng thiết kế dùm em và cực đẹp luôn. Rồi ok này, áo của nó sẽ áo kiểu cho em như thế này. Và 12 ký chị Kim Nhung Nguyễn. Rồi ok chị Kim Nhung Nguyễn này. Rồi lên đơn cho em mẫu này là 85.000 một bộ mấy chị. 85.000 đồng một bộ. Comment cho em mẫu này là Nguyên Hồng 14 chị Ngọc Hân. Lên cho em mã là cái gì đây? Và 14 chị Ngọc chị. Nơ hồng đi mấy chị. Comment cho em mã nơ hồng kiềm ký. Em có size dành cho bé là từ 13 ký. Rồi 13, 14 ký này. Và 16 ký chị Minh Anh. Rồi em có size đến 10... 16 ký đổ lại mang vừa, từ 13 đến 16 ký mang vừa mấy chị. Lên cho em mã nơ hồng. Comment cái mã nơ hồng giùm em 85.000 bộ. Rồi mỏng này một chút em like sắp hết rồi mọi người ơi, còn có vài bộ thôi nơ hồng. Nơ hồng 13 chị Sư Bi Minh. Rồi bây giờ chỉ còn 14 đến 17 ký. Em còn size 14 đến 17 ký mấy chị. Lên cho em mã nơ hồng kiềm ký xuống thoại em chút đó mấy chị. Nơ hồng 17 chị Thủy Tiên. Rồi ok chị Thủy Tiên nè. Rồi em vẫn còn size 14 đến 17 ký. Rồi em ba lỗ 14 chị Ngọc chị có. Rồi ok nè 14. Nơ hồng 14 chị Hải Chiều. Rồi ok còn bộ 16 16 17 ký. Em còn bộ cuối cùng 16 17 ký rồi anh em hết hàng đó chị. Còn một bộ cuối cùng 16 và 17 ký đi hết hàng rồi, lên cho chị bộ đồ. Tiếp tục là cái bộ đây là cái mẫu đây là em may cho chị tổng cộng là có 5 màu nè. Lên cho chị màu tiếp theo là màu cam nha. Rồi rút nhanh cho em một bộ. Và 13 ký chị Nhung Trần. Rồi ok vậy Nhung Trần này. Nơ hồng 17 ký chị Khánh Linh. Sao này cũng được cho em nhanh một bộ. Rồi lên cho em mẫu này nha. Thỏ một cam mấy chị, comment cho mẹ thỏ cam kiềm ký nhé. Rồi mình lên cho em mẹ là thỏ cam kiềm ký xuống thỏ giùm em chút đơn chị bộ thỏ cam. Quần của nó nè, may vải xịn lắm mọi người ơi. Nhìn giùm em nhiều người hình in này bao giặt mới giặt cho mấy chị luôn, không bị bong chóc hình in nha. Rồi không bị bong chóc hình in giùm em, A5 là cái bộ của mình. A5 là bộ đó không chưa đâu đây. Rồi cái này chị em đang cầm số 11 là nhỏ nhất chưa nha. Rồi số 10 đi bộ số 10. Rồi bộ này em có size là từ 22 cho đến 34 kg là giá sẽ là 99.000 đồng. Từ 35 kg này cho đến bao nhiêu Giang ơi? Đến rồi chị. 45 kg mang vừa là giá 120, comment cho mẹ thỏ cam mấy chị. Từ 22, từ 22 cho đến 34 kg là giá 99 và từ 35 cho đến 45 kg là giá 120. Comment cho mẹ là thỏ cam kiềm ký xuống hồi em chút đúng chị bộ thỏ màu cam nha. Thỏ cam giùm em mấy chị. Thỏ cam 29 chị Phạm Thị Nhất. Rồi cho em bộ Doraemon. Rồi thỏ cam giùm em mọi người ơi, comment cho em mẹ thỏ cam kiềm ký nhé. Rồi thỏ cam kiềm ký giùm em mẹ bé. Cái này là mẹ bé nhưng mà em đã like hết rồi, bây giờ chỉ còn 45 ký đổ lại thôi chị. Đó đợt sau em sẽ like may cái size nó to hơn một xíu, do đợt này đầu năm á thành ra là chưa có may kịp á chị. Đợt sau em sẽ may nhiều nhiều một xíu, bây giờ chỉ còn size 45 ký đổ lại thôi mấy chị. 22 cho đến là 34 kg là giá 99 và từ 35 kg cho đến là 45 kg là giá 120.000 giúp em nha. Phải cực đẹp luôn nha em nha mọi người nha. Rồi lên đơn nhanh tay cho em mã là thỏ cam kiềm ký giùm em nha. Rồi thỏ cam kiềm ký bé giùm em. Rồi số 12 và 15 có nè. Rồi em có size số 12 và 15 á chị. Thỏ cam 2 bộ chị siêu Evo. Rồi ok cảm ơn chị nè. Rồi chị lấy thỏ cam nữa, comment mã thỏ cam kiềm ký nha. Rồi em lên cho chị là bộ Doraemon. Rồi nói theo em là một bộ kiểu dành cho bé gái luôn. Chấm chấm bài tương tác giùm em và cố gắng là nghe đọc tên chút luôn. Từ hai cái trở lên giùm em, ngày mai có nhân viên gọi cho mình nha. Rồi Doraemon giùm em á chị. Rồi lên đơn cho em mẫu này là Doraemon. Em có size từ 8 cho đến 15 kg là 59.000, 16 cho đến 18 kg là giá 69.000. Mấy chị comment cho mẹ Doraemon. Rồi chị lấy Doraemon, comment mẹ Doraemon kiềm ký nha. Ui chà. Lên cho mẹ Doraemon kiềm ký nha mọi người ơi. Comment cho mẹ Doraemon kiềm ký bé giùm em để em lên đơn nha. Ui chứ cái bộ đang nó bị sóc, bộ tên số 4 nha. Rồi lên cho mẹ Doraemon giùm em mọi người ơi, comment cho mẹ Doraemon kiềm ký nha. Rồi dạ đúng rồi chị, là sai. Đúng rồi chị ơi, 25 với 35 cái chính xác thôi chị. Doraemon kiềm ký giùm em mọi người ơi. Doraemon chị Huỳnh Hồng Hoa 11. Rồi, ok này 8. 11 chị Nguyễn Hương. Rồi ok này 8 cho đến 15 ký là 59 ngàn. 65 chị Đinh Ngọc Thúy Vy. 16 cho đến là 18 ký là giá là 69 ngàn. Cảm ơn cho mẹ Doraemon đó chị. 26 ký. 26 ký sao số 11 của em. 12 chứ. Còn 12 không?
Thỏ Cam 26 chị Đăng Nguyễn. Rồi ok, cảm ơn chị Đăng Nguyễn. Doraemon 16 chị Minh Anh. Rồi ok, cảm ơn chị Minh Anh này. Rồi chị lấy Doraemon, comment mã Doraemon kèm ký nha. Doraemon hết 20kg rồi chị ơi, đợi xíu lên mẫu khác nha. Doraemon 13 chị Kim Cúc Lê Thị. Rồi ok, lựa giùm em từ 2 bộ giùm em nha mọi người. Lựa giúp em từ 2 bộ ngay đọc tên giúp em nha. Rồi cái bộ kiểu này nơ hồng đây, lúc nãy em còn một bộ này, còn bộ size số 7 đúng không? Mẫu 18kg chị Phương Đoan. Rồi ok, mẫu này em còn một bộ là 13-14kg đó chị. Rồi mẫu này em còn một bộ là 13-14-15kg nè. Em còn một bộ nè, chị lấy nơ hồng lên mã nơ hồng 85.000 bộ, nãy em bị sốt đó chị ơi. Còn bộ 13-14-15kg giùm em, giá 85.000 lên chị mã nơ hồng. Rồi comment cho mã nơ hồng kèm ký nha. Rồi lên chị bộ kiểu bé gái. Dạ Doraemon em còn size từ 8kg đến 18kg. Rồi một áo sơ mi và một quần legging màu đen giùm em nha. Đây một áo sơ mi và một quần legging giùm em với chị bộ kiểu siêu cho chị 85.000. Lên chị mã 85k. Comment cho mã 85k kèm ký số thoại em chút đơn chị bộ này 85.000 giùm em. 85.000 giùm em mọi người ơi, bộ kiểu bé gái này. Rồi chị đang cầm là size này là size số mấy nè? Số 3 chị. Rồi từ 11kg, 12kg đi em. Nơ hồng 13kg chị Linh Đào. Rồi từ 12 cho đến 20kg mang vừa mấy chị xem chị 85 lên mã 85 kèm cái bí giùm em. Rồi lên cho em bộ này mã 85 mấy chị comment mã 85 kèm ký nha. Lên cho em 13 chị Nhung Trần. Rồi ok vậy Nhung Trần này. Lên cho em mẫu này mã 85 mấy chị comment mã 85 kèm ký. Một quần legging và một áo kiểu cho em nè. Đấy. 85 em có size từ 11 đến 20. Rồi ok nè, rồi tình yêu lấy lên đơn giúp em nha. 85 20 chị Ngô Bí. Rồi ok chị Ngô Bí nè. 85 12 chị Sư Bi Minh. Rồi ok nè. 85 13 chị Ngọc Tình. Rồi ok chị Ngọc Tình nè. 85.000 mấy chị lên lại 85. Rồi 85.000 nha. Ok em coi mẫu 85 14 chị Lê Linh. Rồi ok cảm ơn chị Lê Linh nè. Cho em hình tiếp theo hình con dơi. Con dơi, con chuột gì đây lên hết cho mấy chị lựa luôn một lần cho nó đủ đơn nè. Rồi cho em hình con dơi đi. Rồi siêu nhân dơi mọi người lên kia mẹ dơi nha. 85 18 chị Kỳ Thái Khác. Rồi ok cảm ơn chị nè. Lên kia mẫu này hình con dơi mấy chị comment mẹ dơi kèm cái bé. Rồi chia cho em hình con dơi. Có hai cọc đó. Còn cọc nữa đâu. Ở đây đây. Rồi dơi mấy chị ơi, mấy chị lên kia mẹ dơi kèm ký nha. 85.000 em còn một bạn cuối cùng size 15-16kg. Rồi ok nè, comment cho mẹ dơi mấy chị siêu nhân dơi, comment mẹ dơi kèm cái bé giùm em. Lên kia mẹ dơi kèm cái bé, có thần em chút con nha. Rồi dơi kèm ký giùm em mọi người ơi, và chị nào bé gái thì lấy cho em hình con thỏ. Rồi bé trai thì lên kia mẹ hình con dơi, bé gái thì lên kia hình con thỏ nè. Ui thỏ xinh quá mọi người. Rồi thỏ rất là xinh luôn. Rồi bé gái thì lên cho em hình con thỏ. Thỏ này bên em có size là từ dơi 16kg chị Vi Lê. Rồi ok cảm ơn chị Vi Lê nè. Thỏ này hiện tại chỉ còn size từ 8 cho đến 12kg thôi mấy chị. À ôi thỏ, thỏ còn mấy bộ mấy chị có lên ký á. 8 cho đến 12kg là 59.000 và 17-18kg là giá 69.000 lên cho em mà thỏ. Rồi thỏ nha. Rồi ai lấy bé trai thì lên cho em hình con dơi, và bé gái thì lên cho em hình con thỏ mấy chị. Rồi bé gái thì lên cho em hình con thỏ, còn bé trai thì mấy chị lên cho em là hình con siêu nhân dơi. Dạ dơi em hết size 90 rồi chị. Rồi dơi hết size 90 rồi. Dơi 18kg chị Trần Anh Anh. Rồi ok cảm ơn chị nè. Thỏ có size 65. Thỏ 12kg chị Yến Như. Rồi ok cảm ơn chị nè. Thỏ 12kg chị Sư Bi Minh. Rồi ok cảm ơn chị nè. Rồi chị nào lấy nữa lên đơn nhanh tay giúp em nha. Rồi lên đơn nhanh tay giùm em mẹ dơi hoặc là mẹ thỏ mấy chị. Dơi 14kg chị Phạm Ti Na. Rồi ok cảm ơn chị Phạm Ti Na nè. Thỏ 12kg chị Trâm Bích. Rồi ok cảm ơn chị Trâm Bích này. Ơ cái nằm đây là cái nằm gì bữa giờ. Thỏ 12kg chị Lanh Nguyễn. Rồi ra cho em cái. Có rất là nhiều mẫu hàng và nhiều quán. Dơi 18kg chị Phương Đoan. Rồi ok cảm ơn chị Phương Đoan này. Rồi lên đơn nhanh tay giúp em nha. Dơi thỏ em còn size 8, 9, 10 và 17, 18. Rồi hình con dơi, hình con thỏ này. Chị lấy thỏ lên cho em mã thỏ, và ai lấy hình con dơi lên mã dơi kèm ký nhé. Thỏ 18kg chị Kỳ Thái Khác. Rồi ok cảm ơn chị nè. Rồi thỏ em còn size 8-9-10kg. Rồi ok, rồi chị lấy lên đơn nhanh tay giúp em một cái đầm này dễ thương như thế này mà bữa giờ không có like nữa chị ơi. Bữa giờ nhiều hàng quá em không có like kịp á. Rồi các chị nào lấy nữa lên đơn giúp em nha. Rồi khót mà sau nãy em lên rồi, để chị Diễm lên lại nha. Rồi ok nè. Rồi em qua mẫu nhé, chị nào lấy thì lên đơn giúp em là mã dơi hoặc là mã thỏ giùm em mọi người. Rồi em qua mẫu tiếp theo.
Khóc sau lưng em có hai màu mấy chị nào biết gái thì lên mạng khóc vàng. Rồi chị nào biết gái thì lên mạng khóc vàng. Rồi chị nào biết trai thì lên mạng khóc xanh đó chị. Hình cái con đây rất là mới luôn rồi mấy chị ơi, cực kỳ đẹp luôn, mấy chị nhận hàng em đảm bảo luôn á, bao ưng ý luôn, mọi người rất là đẹp này, giá chỉ có 125.000 đồng một cái. Như 13 cưới chị Nhung Trần. Biết gái thì mình lên chi mã khóc vàng, mà chị nào biết trai thì lên mã khóc xanh, 125.000 đồng tới size 10 đến 17 cưới mấy chị. 10 đến 17 ký này ở trước nè. Đấy nó dễ thương chưa? Cái hình nó dễ thương lắm cái này đó. Một cô ba nó phối với màu ghi mấy chị rất đẹp luôn. Còn này vàng phối tím thì cực đẹp luôn nha. Rồi giá chỉ có 125, comment cho mã khóc kèm màu mấy chị. Có kèm màu giúp em nha, em có hai màu, 125 mọi người ơi. Rồi qua luôn giùm em. Lên cho mấy chị cái đầm nè. Ui cái đầm đây nó về bữa giờ luôn mọi người. Nó về chắc cũng hơn nửa tháng rồi mà thật sự nhiều hàng quá không like kịp á. Nhiều hàng quá cái gì không like kịp nè. Em có cả khóc màu cam nè. Em có cả khóc màu cam luôn, chị lấy khóc cam thì lên mã khóc cam giùm em luôn, 10 cho đến 17 ký mang vừa khóc màu cam, chị tham mã khóc cam từng ký nhé. Rồi em quay với mấy chị đầm này bao nhiêu tiền anh Nhân ơi? 85.000. Rồi 85.000 mấy chị lên cho em mã V1. Comment cho mã V1 giùm em kèm ký giùm em nha. Size này từ khoảng 12 ký nè cho đến 22 ký mang vừa, 23 ký mang vừa. Rồi ok rồi, mẫu đầm này bên em có size tầm 24 ký đi. Rồi 12 ký cho đến 24 ký mang vừa giùm em, giá 85.000 lên cho em mã V1. Comment cho mã V1 kèm ký số điện thoại em chút đâu có chị đầm mã V1 nha mọi người nhá. 12 đến 24 ký mang vừa. Rồi 12 đến 24 ký rồi cho em bộ 10 ký nha. Có kem 16 ký chị Vi Lê. Rồi ok em biết còn size không biết. Kem gì trên em à. Để em coi ở đâu kem còn size không nha. Đây nè, đây được nè. Rồi kem coi còn em. Không còn thì tới nơi báo chị đổi màu luôn. Rồi giờ kem chị đợi em xíu nhân, nếu không nhớ rõ là còn hay không đó chị. Rồi V1 giùm em chị. Lớn nhất size 12 á, có không? Có hết á. À rồi có đúng không? Rồi ok. Màu của em á, 15. Size 12 á. Có kem 15 ký chị Nguyễn Phương. Có xanh 15 ký chị Đinh Ngọc Thúy Vy. Màu xanh, các chị nào lấy màu xanh á. Rồi V1 nha mọi người, comment cho mẹ V1 kèm ký nha. V1 kèm ký bé giùm em. 12 đến 24 ký mẹ V1. Rồi V1 13 chị Ngọc Tình. Rồi ok nè. V1 24 chị Thu Thảo. Đâu có nãy like còn. V1 18 chị Kỳ Thái Khác. À, thoải hết rồi chị. V123 chị Julie Hà Anh. Rồi, ok này rồi chị lấy lên đơn giùm em nha. Rồi V1 giùm em chị 12 đến 24 ký. Rồi 12 đến 24 ký chị giá là 85.000 cám chị lên cho mẹ V1 giùm ký nha. V124 chị Thu Thảo có. Rồi, ok chị Thu Thảo này. Rồi V1 giùm em chị ơi, comment cho mẹ V1 giùm ký bí giùm em. Giá là 85.000 đồng. Có xanh em hết 15 ký chị Thúy Vy ơi. Màu xanh chắc còn nhiều mẫu khác chứ cái mẫu đó thì hết rồi hả? Mẫu đó thêm xuống gì? Rồi ok này lên chi mẹ V1 kìm ký nhé. Rồi giá là 85.000 đồng cái, size từ 12 đến 24 ký chị. Rồi em qua mẫu nha. Rồi qua luôn cho em bộ 10 mít ký đi. Cho em bộ 10 mít ký anh Nhân ơi. Mình có cái gì đây? Lên chi mẹ chuột mấy chị ơi, cái gì đây? Cái A mấy là A6 rồi mấy chị ơi, comment cho mẹ A6 kèm ký giùm em nha. Rồi dễ thương chưa, A6 giùm em mọi người. Comment cho mẹ A6 kèm ký này size như thế nào nè. Rồi lên cho em mẹ là A6 giùm em mấy chị, em có size từ 8 cho đến 15 ký là 59.000. 16 cho đến 20 ký là giá 69. Và size đại thì chỉ còn size là từ 24 cho đến 30 ký mang vừa giùm em. Thì giá sẽ là 79.000 đồng mỗi chị lên cho mẹ A6 kèm ký nhé. Rồi lên đơn cho mẹ là A6 kèm ký số điện thoại em chút đâu chị bộ mẹ A6 nha. A6 kèm ký. A6 13 chị Thanh Nghĩa. Rồi lên cho em cái bộ hot cho em nhà mình đây. Rồi ok nè. Lên cho mẹ A6 12 ký lấy bộ cái này luôn em. A6 15 ký chị Bích Vân. Rồi ok chị Bích Vân này lên cho mẹ A6 giùm em. A6 14 ký chị Hà Phùng. Rồi ok chị Hà Phùng này A6 giùm em nha mọi người ơi, comment mẹ A6 nha. Bộ mẹ A6 em.
Váy B1, 12 và 14 chị Minh Thư. Rồi ok, cảm ơn chị Minh Thư nè. Rồi chị lấy A6 luôn nha, mà A6 kèm ký nha. Rồi lên dây mã A6 kèm ký bé và số ngồi em chút đơn đó chị. A6 này có size là từ 8 cho đến 15kg là 59.000, 16 cho đến 20kg là giá 69 là size đại thì em chỉ còn size từ 24 cho đến 30kg với chị là giá 79.000 đồng. Chị lên dây mã là A6 cho em nha. Rồi comment dây mã là A6 kèm ký nha. Trai gái đều mang ok với em bộ này mấy chị. Biết trai bé gái gì đều mang đẹp với em bộ này. Rồi biết trai bé gái gì đều mang ok bộ này giùm em nha. Comment mã A6 giùm em. Rồi có tên nào yêu đâu lấy nữa lên đơn để em qua mẫu tiếp theo lên cho mấy chị một bộ hot trend nha em nè. Rồi bộ này phải nói là siêu phẩm đẹp luôn. Em còn vài bộ cuối cùng em về một, em về em bán một like duy nhất sắp hết rồi mọi người. Còn vài bộ cuối cùng chị nào chưa săn được thì mình nhanh tay. Giá là 89.000 đồng bộ. Bộ này cực hot trend luôn giùm em. Rồi cực hot luôn giùm em nha. Rồi mình lên cho em mẫu này đó là bộ phối. Mọi người comment mã phối kèm ký. Đấy, phối hai màu giùm em nha người nha. Mẫu này đang cực hot luôn và em đang may thêm cho mấy chị rất là nhiều lô kiểu kiểu dạng như thế này. Nó là bộ ngố dành cho bé gái vậy là em phối hai màu đậm nhạt đang hot trend. Rồi lên cho em mẫu này là phối kèm ký với số ngoài em chút đôi em còn size cho mấy chị là còn size 1 không em ơi. Rồi size từ 12 ký, từ 13 ký mấy chị. 13 ký nha, em còn size từ 13 ký cho đến là 22 ký mang vừa. Lên cho em mã bộ phối kèm ký giùm em mấy chị giá là 89.000 bộ. Rồi 89.000 đồng một bộ giúp em. Comment mã bộ phối. Em 66 ký chị Nguyễn Trúc. Rồi ok chị Nguyễn Trúc nè. Em 63 ký chị Kim Cúc Lê Thị. Rồi phối hai màu nha mọi người ơi. Phối hai màu rất là đẹp luôn á chị lên cho em mã phối kim ký nha. Bắt phối nè. Rồi vải đẹp lắm mọi người ơi. 23 ký đổ lại thôi giùm em, không có lớn hơn nha mọi người. 13 đến 23 ký. Quá đẹp luôn. Em về mẫu này cực kỳ. Phối 13 ký chị Thanh Nghĩa. Em bán một like hết hàng mọi người, còn mấy bộ người. Phối 13 ký Phương Bình Minh. Vì mẫu này hàng độc quyền nhà em nha mọi người, hôm nay có nha. À, đọc quyền nhà em luôn, mai có một. Phối 16 ký chị Nguyễn Trúc. Rồi ok nè. Phối 16 chị Thảo Vân. Ok nè. Phối 15 ký chị Nguyễn Thị Phượng. Rồi ok chị Nguyễn Thị Phượng nè. Phối 20 chị Ngô Bí. Rồi cho em bộ cá sấu nha. Phối 14 chị Huyền Nguyễn. Rồi ok cảm ơn chị Huyền Nguyễn nè. Phối 14 chị Lê Thị Thanh Quý. Rồi ok cảm ơn chị Thanh Quý nè. Phối 17 chị Trần Thùy Linh. Rồi ok Trần Thùy Linh nè. Rồi lên đơn nhanh tay với em mấy chị, 89.000 đồng bộ. Bộ ngối với gái nha. Phối 17 chị Lê Võ Ái Phương. Rồi ok cảm ơn chị Ái Phương nè. Rồi chị nào lấy đơn lấy nữa lên đơn nhanh tay với em mã phối kèm ký. Còn size như thế nào nha ơi? 12, 13 ký. 15 cho tới là 23. 14 ký sao số 2 này. À dạ. Phối 14 ký chị Kim Vy. Không lấy to hơn em mà cái size số 3 đây là 15 ký này. 10 em còn size 15 cho đến là size lớn nhất rồi em. 15 cho đến 23 ký mấy chị. Phối này em còn size từ 15 cho đến 23. Phối 17 chị Khánh Linh. Rồi em còn size 15 cho đến 23 ký mang vuông. Comment cho mã phối kèm ký. Rồi phối hai màu nha mọi người nha, em đang về những dạng. Phối 21 chị Trân Bảo Trân. Rồi ok cảm ơn chị nè. Rồi cố gắng là lựa giùm em từ hai cái trở lên nghe đọc tên ngày mai có thông tin gọi điện chốt luôn cho mình nha. Rồi lên trên mã bộ phối kèm ký giùm em mấy chị. Size em còn là từ 15 cho đến 23 ký mang vừa và giá sẽ là 89.000 đồng một. Comment trên mã phối kèm ký nha. Rồi em qua mẫu tiếp theo mọi người ơi. Lên cho mấy chị bộ cái 6. Cái 6 là bộ xuất hàng dành cho mấy trai mấy chị. Rồi em lên cho mấy chị là bộ cái 6 nha. Tình yêu lấy cái 6 đi. Rồi bao đẹp luôn rồi chị, em cảm ơn chị rất là nhiều. Cảm ơn mọi người rất là nhiều nè. Phố 23 ký chị Minh Điền Lê. Em nhận rồi rồi, bao đẹp luôn nè. Cảm ơn chị nữ phố rất là nhiều nè. Rồi lên đơn cho em bộ này, bộ cá sấu không chị. Comment cho em mã cá sấu nha. Lúc nào vậy em là cứ may những cái, do những cái hàng này là hàng bên em tự may mấy chị. Thành ra là em lựa cho mấy chị những cái vải nó phải mát, phải đẹp nha mọi người nha. Chứ còn không có may hàng tào lao cho mọi người nha. Rồi cực kỳ đẹp cho em bộ này luôn mấy chị lên cho em mẹ bí chờ vài hôm nha chị, do nhà em mà đợt này chưa có nha, có hàng rồi mấy chị. Cái 6 giùm em. Cái 665 chị Đinh Ngọc Thúy Vy. 8 đến 15 kg là 59.000, 16 đến 20 kg là giá 69 lên cho mẹ cái 6. Rồi comment cho mẹ cái 6 kèm ký giùm em nha. Rồi lên cho chị bộ ngố nè. Bộ ngố nha mọi người, ngố màu đẹp cực kỳ luôn nè. Mê cái màu đây quá. Rồi lên cho mẹ cái 68 kg chị Phương Đoan. Rồi ok cảm ơn chị Phương Đoan nè. Rồi xong xong cho chị bộn gấu hồng luôn đi. Xong xong cho chị bộn gấu hồng luôn. Đây rồi. Từ 10 cho đến 20 kg là giá sẽ là 89.000 đồng bộ với chị lên chị mã gấu hồng. Rồi xong em chị mã bộ này là gấu hồng nha.
Rồi chị nào lấy cái xấu thì lên mã cái xấu ra, lấy gấu hồng thì lên mã gấu hồng giùm em mấy chị. Lên hai bộ cùng lúc cho mấy chị mua cho nó nhanh nha. Cái 63 cưới chị Kim Cúc lên thì buổi tối thì em like tầm 9 giờ rưỡi là em kết thúc like rồi mọi người, 9 rưỡi hoặc là 10 giờ kém 10 giờ gì đó là bên em phải kết thúc like rồi, nên là mọi người cũng tranh thủ nha. Lại cái 62 cưới chị Vũ thì Tuyết Vũ. Nghỉ sớm cho mấy chị ngủ nghỉ ngơi rồi này kia. Ngày mai sẽ có nhân viên gọi điện chúc đơn cho mình nha mọi người. Cố gắng đặt từ hai cái trở lên giùm em nha. Thiết kế thôi chị, thiết kế thì em đang may á mọi người. Thật sự là thiết kế bây giờ là mình phải may à chứ. Còn thứ 23 chị Minh Điên Lê có đơn. Công ty nó không có may sẵn đâu mấy chị. Cái 69 cưới chị Yến Như. Trước đây là công ty nó hay may sẵn, nhưng mà từ lúc dịch tới bây giờ công ty nó ít may đó mọi người ơi. Em phải tự nghỉ mẫu mới là em phải tự may. Thành ra phải đợi mấy chị. Đó, em phải đợi giống như một mẫu nó may lên thì mất phải tầm một tuần hoặc là nửa tháng mới may xong một mẫu á mấy chị. Đó, giống như cái mẫu này cũng mấy hàng đặt may như thế này thì em may cái mẫu này cũng khi mà may xong mẫu như thế này phải mất một tuần cho đến là nửa tháng mới may xong mẫu, vì em may số lượng lớn á mọi người. Nên là không có, không phải là một ngày mà like cả trăm mẫu không kịp đâu mọi người, công ty nó không kịp đâu. Người đợi giùm em nha. Còn mấy đồ xuất hàng hàng Quảng Châu này một lần em có thể về 5-7 ngàn bộ, vì nó hàng Quảng Châu mình có thể là nó may sẵn rồi, mình có thể là đặt may đặt về được. Còn mấy cái hàng thiết kế này kia mình phải đặt may đó chị, chứ hàng có sẵn nó không có, với là nó không đủ á. Nhiều khi nó có một hai ri à, có 5-7 bộ à, về đâu gấu hồng 13 cưới chị Sư Bi Minh nha mọi người, đáng đợi em. Gấu hồng 14 cưới chị Lê Thị Thanh Quý. Rồi, ok cảm ơn chị nè. Rồi ai lấy cái xấu lên cái xấu, ai lấy gấu hồng lên mã gấu hồng. Gấu hồng này em còn size là 10-20 kg là giá là 8-9 ngàn bộ lên mã gấu hồng. 16 số 3 mà mấy chị biết mà khi mà em may xong một mẫu á, em về em bán cho mọi người á, lãi có mấy ngàn à, thật sự mai muốn may cho em luôn. Gấu hồng 16 cưới chị Nguyễn Trúc. Ngay cả mà cái chị xưởng chị kêu trời ơi bán cho em, thật sự bán chị cho nó cực vậy em. May xong một mẫu cho mọi người á, là em mất là từ 10 ngày cho đến nửa tháng mới may xong một mẫu, mà khi mà một mẫu em về em bán cho mọi người á, là em lãi được có vài ngàn đồng thôi. Đó vì đợt này cái vải của nó rất là đắt cho mọi người nha, nhưng mà em vẫn chấp nhận em may. Vì thật sự là không có hàng để mà bán là cái thứ nhất và cái thứ hai. Cái 62 cái chị Kim Nhung Nguyễn. Nếu mà em chọn chắc vải nó tệ hơn á thì em bán kiểu mấy chị là không có quen á. Trước giờ bán vải đẹp nó quen rồi, bây giờ bán vải xấu sợ mấy chị lại không thích á. Thành ra là em bán lại lời cực kỳ ít nha. Mọi người ráng đợi em nha. Rồi ok em qua mẫu nha mọi người. Chị nào lấy nữa lên đâu nhanh tay giúp em qua giống chị bộ ngố nè. Đây là cái túi nè em à. Rồi ai lấy gấu hồng nữa lên đơn cho mẹ gấu hồng kèm cưới cho em. Rồi bộ này bên em có size là từ 13 kg cho đến 18 kg mà ok, cái màu của nó đẹp lắm mọi người, cái màu này màu mới luôn nè. Rồi em cất cái đó đi nha. Rồi em cất cái này, cất em lên cho chị cái màu đây bộ ngố, nhưng mà cái màu đó em đang tính là về thêm may thêm nhiều lô nữa cái màu đây mấy chị, cái màu đẹp lắm luôn. Màu đang biết lên like mấy chị thấy đẹp được không, chứ cái màu này màu cực đẹp nha. Nó gọi là màu hồng nu á mọi người. Màu này rất là đẹp luôn á. Em đang may cho chị nhiều cái lô cái màu này nữa nè. Rồi mình lên cho em mẫu này, comment cho em mã là mã mới đi hả? Comment cho em mã mới đi mọi người. Mới kèm cưới số thoại em chúc đôi với chị bộ ngố màu mới nè. Màu đẹp lắm vừa, màu hồng nu nha. Màu hồng nu cực kỳ đẹp luôn. Rồi mẫu này size từ 13 đến 18 cái ok, và giá là 89.000 đồng bộ. Lên cho em mã là mã mới. Rồi mới bộ ngố dành cho bé gái nhé. Comment cho mã mới kèm cưới giùm em. Rồi mới kèm cưới tí thôi, số thoại em lên đơn nha. Mới cho em mọi người ơi, comment mã mới kèm tí tí. Mới 13 chị Sư Bi Minh. Rồi ok cảm ơn chị nè. Rồi mới cho em mọi người. Mới kim cưới bé và xuống thoại cái màu hồng nu á mọi người. Đấy cái hồng hồng sen là cái hồng bình thường rồi, nhưng mà cái màu đây hồng khác nè. Mọi người nhìn giùm em nè, thấy màu hồng nu á rất là đẹp luôn, nó giống như cái màu son môi vậy mọi người. Cái màu son môi của mình á. Mới 14 cưới chị Lê Thị Thanh Quý. Rồi, ok này lên chay mã đó là mã mới. Rồi mới kim cưới xuống thoại giùm em nha. Rồi mới giùm em mọi người từ 13 cho đến 14. Rồi em có size còn 14 cho đến là em 21. Đâu có 21, size số mấy? À rồi 21 kg chị, 14 đến 21 kg mang vừa giùm em, giá là 89.000 chị lên cho em mã mới giùm em. Rồi em qua nha mọi người. Rồi lên cho chị bộ khủng long nè. Rồi lên cho chị là tiếp theo là bộ hình con khủng long đi. Mới còn từ 14 kg cho đến 21 kg. Rồi mới. Rồi bộ này lên cho em mã khủng long. Khủng long này em còn vài bộ này em lên nhanh cho chị nào vừa ký nha. Rồi khủng long này coi size khủng long đẹp ghê luôn á. Đây mấy chị. Rồi khủng long em còn vài bộ thôi, rồi chị lấy lên đơn kia mã khủng long kèm ký giùm em nha.
Comment cho mã khủng long kèm ký giùm em coi size luôn giùm em bộ này đi. 55-60-75-80. Rồi từ 8 cho đến 12 kg mấy chị là giá 59.000 đồng. 58 kg chị Thanh Thảo. 16 cho đến 20 kg là giá 69.000 mấy chị lên cho em mã khủng long. Rồi lên đơn cho em mã khủng long kèm ký nha. Khủng long kèm ký xuống thoại giùm em chút đơn mấy chị buồn khủng long mấy chị ơi. Khủng long kèm ký giùm em mọi người. Khủng long 16 chị sự. Khủng long 12 chị Sư Bi Minh. Rồi cho em cái bộ này em Nhân ơi. Khủng long 12 chị Đoàn Kim On. Rồi tôi chia tới tới em lại tới tới mấy bộ thôi. Cảm ơn. Rồi lên cho em mẫu này comment cho em mã mới nha. Quên mã khủng long nha mọi người. Comment mã khủng long. Ừ con vịt đó còn một màu đưa chị lên luôn cho chị nào vô sao chưa có hết luôn em. Khủng long em còn size 8, 9, 10. Chúc cho em một bộ con vịt màu 16 và 19, 20 à. Rồi cho nhanh cái tay lên. Rồi khủng long giùm em mọi người comment mã khủng long kèm ký nhé. Bán cho em bộ vịt xanh. Vịt xanh hả em? Rồi ok này. Dạ khủng long em còn size 8, 9, 10 về 17 cho đến 20 kg ạ. Rồi vịt em còn một màu nữa mấy chị. Là màu đây. Màu đây năm nay nó đang tục hot luôn nè. Màu sen nè mấy chị comment cho mã hồng sen. Comment cho mã hồng sen kèm ký số thoại chút đó mấy chị màu hồng sen nha. Màu sen cực hot luôn mọi người. Đấy cực hot trên năm nay nha. Size từ 11 kg. Khoảng là 11 kg cho đến 21 kg mang vừa giùm em mấy chị comment cho mã hồng sen. Rồi lên đơn cho mã hồng sen kèm ký nha mọi người ơi. Rồi lên đơn chi mã là hồng sen kèm ký bí số thoại em chút đó chị màu hồng sen nha. Hồng sen là màu hot của năm nay. Hồng sen với lại màu xanh chuối mấy chị là hai màu hot của năm nay mấy chị. Siêu 13 cái chị Sư Bi Minh. Sắp tới chị sẽ thấy em siêu 13 cái chị Trần Bích. Em sẽ like rất là nhiều màu sen với lại là màu siêu 17 cái chị Trần Thùy Linh. Khủng long 18 kg chị Phương Đoan. Rồi màu sen và màu chứa là hai màu hot năm nay. Sắp tới đây em sẽ may cho chị mấy cái bộ mà rút rút đồ này kia với chị, hoặc là mấy cái bộ mà kiểu thiết kế của bé gái á, thì nó sẽ có bảng màu là màu sen và màu chuối với hai màu đó đang hot của năm nay của mẹ đang lên rất là nhiều luôn. Là em cũng muốn là của bé cũng bon chen giống như của mẹ nên em đang lên đó chị, mấy bộ rút dây rút đồ này kia á, màu sen màu chuối hai màu hot năm nay nha. Siêu 12 kg chị Thanh, chị Thi Huỳnh. Rồi cho em cái bộ này luôn chú Hề luôn. Dạ không có đổi được chị ơi. Hồng sen 15 kg chị Nguyễn Kiều. Rồi bộ này chú Hề comment cho mẹ chú Hề giùm em nha. Chú Hề kèm ký nha, chị nào chưa có mình lấy thêm, chị nào muốn lấy thêm lấy cho người chứ đổi mất thời gian đó không có người làm á mọi người, không có đổi được nha. Rồi lên cho mẹ chú Hề giùm em mấy chị. Chú Hề comment mẹ chú Hề 8 cho đến 15 kg 59.000 nè. 16 cho đến 20 kg là giá 69 mấy chị comment cho mẹ chú Hề nha. Rồi mình lên đơn chi mã là chú Hề kèm chi phí số thoại em chút đơn chị bộ chú Hề. Hồng sen 12 kg chị Thanh Xuân. Rồi ok cảm ơn chị nè. Rồi mình lên đơn chi mã chú Hề giùm em mọi người. Rồi mình lên đơn chi mã chú Hề nha. Em có size từ 8 cho đến 15 kg là 59.000. Hồng sen 11 và 14 chị Thu Tâm. Kèm cho em ký bé nha chị Đoàn Kim On nha. Lên chi mã là chú Hề giùm em mấy chị. Rồi mua hàng kèm ký bé giùm em nha. 8 cho đến 15 kg 59.000 và 16 cho đến 20 kg là giá 69.000. Lên chi mã chú Hề. Rồi mình lên đơn chi mã chú Hề kèm ký giùm em mọi người ơi. Chú Hề kèm ký bé nha. Rồi tình yêu lấy chú Hề comment mã chú Hề kèm ký giùm em. Chú Hề 13 ký chị Nhung Trần. Rồi ok cảm ơn chị Nhung Trần nè. Chú Hề 12 chị Đoàn Kim On. Rồi ok cảm ơn chị nè. Mua hàng mấy chị kèm ký bí giùm em nha. Rồi nhanh tay giùm em mã chú Hề kèm ký giùm em mấy chị. Rồi chú Hề kèm ký và số điện thoại giùm em để anh em lên đơn nha. Rồi em quay mẫu nhé. Rồi quay mẫu tiếp theo. Ôi chà nó cái mẫu này đẹp lắm mọi người ơi.